Hôm nay ba phải chính thức kèm cặp cái việc học hành của con. Có học hành càng ngày càng sa sút. Ba đi họp cho con mà riết ba mặc cảm với lại phụ huynh học sinh người ta. Dạy! Ba mà dạy kèm mày học mà mày còn ngủ. Mày vô lớp mày ngủ tới chừng nào nữa? Hả? Ba ơi, này chán quá. Chán cái gì? Văn mày học thì yếu, sử mày cũng thi lại, cái gì mày cũng thi lại hết. Tao nản mày luôn á, tao nói thiệt. Thôi giờ ba dạy đi, con nghe nè. Bây giờ nè, ba dạy mày 4 câu. Sau này với 4 câu này, mày có thể áp dụng được tất cả cái tình huống trong cuộc sống của con sau này. Trời ơi, đã nhờ. Tam tự kinh. Tam tự kinh là gì? Từ từ mày sẽ hiểu. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương diễn. Cẩu bất giáo, tính nải thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyển. Hiểu không? Dạ không. Nhân chi sơ tính bổn thiện, có nghĩa là làm người sinh ra, từ lúc mình lọt lòng ra là cái con người mình bản tính nó là một người thiện, không có cái ác trong người, con hiểu chưa? Tính tương cận, tập tương diễn. Câu này nó hơi khó, nhưng mà tính đây là gì? Tính là sự tính toán. Tương thì có nghĩa giống như là tương hộp của mình vậy đó. Còn cận là cận thị. Có nghĩa là khi con ra đời, con không biết tính toán cái sự mà ăn mua tương hộp là con sẽ bị cận thị. Trời ơi, sách nho mà sao giải thích gì ghê vậy ba? Giải thích theo kiểu của ba. Ba hiểu sao ba chỉ con như vậy. Tập tương diễn. Tập có nghĩa là cuốn tập mình nè. Dạ. Tương cũng là tương hộp, diễn là diễn thị. Còn tương hộp mày ép vô tập là mày sẽ bị diễn thị. Quá dễ. Ồ, cái này thấy vui rồi nè, vui rồi nè. Con học hành đừng bao giờ lấy tương hộp mà ép vô tập của con. Sau này con sẽ bị diễn thị, hiểu không? À, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Còn câu tiếp ba. Cẩu bất giáo, tính nải thiên. Là gì? Cẩu mày không biết à? Cẩu là cái gì? Chó. Bất. Không. Giáo. Cô giáo. Chính xác. Cẩu bất giáo có nghĩa là bà cô giáo mà bị mất con chó. À. Tính nải thiên. Tính là gì? Tính là tính toán. Nải là nải chuối. Thiên là trời. Bà mất con chó, bà đem nải chuối ra cúng ngay bàn ông thiên. Giáo chi đạo quý dĩ chiên. Là gì? Giáo là bà cô giáo. À. Chi là bịch kinh chi. Đạo là đạo chích. Có nghĩa là lộn. Đạo là đạo đức. À. Có nghĩa là bà cô giáo dạy đạo đức bị mất bịch kinh chi. Quý dĩ chuyên. Quý có nghĩa là thằng quý. Dĩ là sở dĩ, chuyên là chuyên môn, có nghĩa là thằng quý chuyên môn ăn cắp bịch kim chi của bà cô dạy đạo đức. Trời ơi, thì cái từ nãy giờ ba hả nói ba dịch ba câu là con thấy tầm bậy sai bét hết rồi đó nha. Sai bét gì? Chứ gì nữa? Cái câu này là trong cuốn Tam Tự Kinh. Đó, bây giờ quan trọng là Tam Tự Kinh là cái gì nè? Trời ơi, quá dễ. Con học con không có động não gì hết. Tại sao ba lại ém ba cái chữ đó cuối cùng? Tại sao? Tam là mấy? Ba. Tự là tự giác. Tự nhiên. À, tự nhiên. Kinh là gì? Kinh nghiệm. Kinh hoàng. Kinh hoàng có nghĩa là ba mà đọc cái cuốn này ra là con sẽ tự động mà giật kinh hoàng. Ôi nể ba chưa? Nể quá. Công nhận cái học thuật của ba nó uyên thâm quá ba ơi. Đâu phải đơn giản mày. Đâu phải đơn giản mà. Ở đây ba mua cuốn sách Tam Tự Kinh, ba đi siết nợ người ta, thấy nhà nó có cuốn này tụt chơm về luôn. Con không nhận nha, bây giờ con biết tại sao con học ngu á. Học ngu là do gen di truyền. Cái gì nữa? Ba giải thích cái kiểu này là con biết được cái lý do tại sao con ngu rồi, con xin ở lại lỗi. Lớp rồi. Xin lỗi mày, tao ngày xưa có đi học dở hơn mày, nhưng tao không có ở lại lớp nhiều nhiều bằng mày. Ngày xưa tao nghèo tao không cho mày đi học. Mày đi học chậm trễ hơn bạn mày là một cái thiệt thòi rồi. Nhưng tao không ngờ mày học. Mày chịu khó mày chờ cái đám đàn em mày lên thiệt. Chứ bây giờ nó nói chị ơi chị lên trển chị chờ em lên học chung với. Bây giờ sao mình lỡ hứa mình phải giữ uy tín chứ ba. Mày bao nhiêu tuổi rồi? 17. Mày 18 rồi. Mày 18 tuổi. Mày đi hỏi hết cái đất nước này đi, có ai 18 tuổi học lớp 9 không? Hả? Ba này ba nói lớn quá là mắc cỡ cũng chết rồi. Suốt ngày không chịu học. Kêu đi đòi nợ cho tao cũng không chịu đòi nợ. Vô trong lớp quýnh bạn không. Ba nói không đòi nợ cho ba hồi nào. Hôm bữa con đi qua con đòi nợ bà bán hủ tiếu cho ba đó. Mày đừng có nhắc nha mày. Ba kêu mày qua mày đòi nợ, mày không đòi mày đập đồ hủ tiếu của bà. Trời ơi, chứ giờ đòi hoài ba không trả, mày phải đập đồ bà để dằn mặt bà thôi chứ sao.
không có tao qua tao cản mày, dám mày đốt cái quán ba luôn rồi. Hên á, tao văn mặt bả, tao chỉ xiết cái gậy của bả thôi. Con có lấy thêm nồi hủ tiếu quá nữa. Đi lấy về nấu tao mày ăn hả? Bây giờ đem về hầm canh có gì đâu. Tao lao không mà giờ nói mày á, vô trong lớp học hành cho đàng hoàng đi. Chứ bây giờ con hỏi ba nè, con làm gì con gái nữa không đi vô lớp con học mà mấy đứa bạn có xa lánh con, hỏi sao con không quýnh nó. Xa lánh cái gì? Xa lánh mày á là tại mày, cái thay mày bự quá. Tại mày, làm gì tại con? Chứ tại sao nó xa lánh mày? Nó nói con thúi quá. Thúi là đúng rồi. Làm gì đúng? Trời ơi, con gái con lứa mua xe cho đi học không chịu, dám nổ với tôi, nói là đi học có xe đưa rước. Tao tưởng ngon, bữa sáng tao mở cửa ra thấy mày đu xe rác tới trường. Ủa? Mày kiếm xe khác mày không đu, mày đu xe rác. Thì bây giờ xe rác nó đi cái tuyến đường từ nhà mình tới trường luôn, thì giờ mình đu nó đi cho tiện, đỡ phải đi xe không? Mày chết làm sao mà vô lớp bạn bè không kêu mày hôi. Mà ba mắc cười quá, ba lại mình bạn quá vậy. Ủa con là con ba hay là mấy đứa tụi nó là con ba vậy hả? Nhưng mà hả? Cái gì? Mày phải có lòng tự trọng chút xíu. Đã cái thay mày bự hơn người ta rồi, còn con gái nữa, hơn chút quýnh bạn, hơn chút quýnh thầy. Bữa nay tao bận bà ba rồi nè, không muốn nó hả? Thì nói người ta đàn ông rồi, người ta bận bà ba rồi nè. Nói mày cái mày nạt vô mặt à. Má, ba thấy không? Ba chửi con kìa, ba thấy không? Tao kéo màn lên rồi, tao không muốn cho ba nhìn mặt mày đâu. Mỗi lần tao giải mày, tao phải làm như vậy. Lên đây, hỏi mày nè. Tại sao hôm bữa mày lấy đá mày chọi thầy hiệu trưởng mày? Ba dặn con sao? Ba nói là đi học, thà mày ăn hiếp người ta, mày đừng có để người ta ăn hiếp mày, đúng không? Ừ, đó. Có ai mà làm cái gì mày á, mày cứ cầm đá mày chọi vô đầu nó đi, có gì để ba lo. Thì tao nói vậy đó. Thì đó, cái thằng nó ăn hiếp con, con lấy đá con chọi nó, mà nó né được ba. Vô ngay bà hiệu trưởng luôn ba. Tại nó né, nó hay quá, võ công nó cao. Trời ơi, cũng may là bà hiệu trưởng không có bị gì hết. Bà nói, bà đứng bà khóc nước mắt là rưng rưng đúng không? Đâu diễn lại nước mắt rưng rưng rồi. Nước mắt rưng rưng. Dạ kính thưa quý thầy cô, con em tôi còn quá nhỏ, cô đuổi ra khỏi trường, cuộc đời nó sẽ đi về đâu? Đó, trời ơi, nguyên hội đồng người ta nhìn ba người ta khóc nức nở luôn, vì chính vì vậy mà ta không đuổi học con. Xem rồi. Thì bây giờ con nói cho ba biết á, con nghe lời ba, con đâu có vô chổng, con quýnh lộn với ai nữa đâu. Mới hôm qua này con ngoan lắm mà con bị người ta quýnh luôn á. Cái gì? Con bị nhỏ đó quýnh luôn, con đâu quýnh lại đâu. Mày bị người ta đánh? Đúng rồi. Mày không đánh lại? Không. Nằm xuống mày. Ủa gì vậy? Ngu. Trời ơi, nằm xuống đây liền. Nằm xuống đây. Tại con sợ con quýnh rồi bị mời phụ huynh nữa mà ba. Cái chuyện là mày quýnh người ta, người ta chưa quýnh mày, mày quýnh người ta là mời phụ huynh đúng rồi. Còn người ta đã đụng tới mày rồi là mày phải cào nha người ta liền. Nằm xuống. Trời ơi, đau. Nằm xuống. À, sớm này không sợ thằng nào con nào hết. Bữa nay ba dặn con nha, không được để bạn đánh, biết chưa? Dạ. Đứa nào đụng tới con là con phải cào nha nó liền. Dạ. Ba ơi, con không có đánh nhỏ đó, nhưng mà con đánh nhỏ cháu nó. Đánh nhỏ cháu nó trả thù rồi. Bắt gì quýnh nhỏ cháu nó? Tại qua kiếm nó không được, quýnh nhỏ cháu nó bỏ ghét. Nhỏ cháu nó đâu hung dữ lắm, không có vừa đâu. Nó nhỏ nhỏ nó chửi không hả? Đập vô mặt nó liền cho tao. Con không đập liền, ba tưởng con hiền hả? Cứ mà đụng mà nó nhỏ nhỏ là mày quýnh vô mặt nó liền cho tao. Con sự hết. Nguyên lúc đó nguyên một lớp nó kéo tới. Trời ơi, con dọn nguyên lớp đó luôn. Con của hai hổ phải là như vậy. Chứ sao? Con hai hổ phải chơi sao để cho người ta biết tiếng. Ừ. Mày chơi mất tiếng mai mốt người ta mượn tiền ba thằng tao quỵt. Mày hiểu không? Ba chơi. Dân cho dài mà. Có số lắm. Trong xóm này, ba dặn trong xóm này. Dạ. Mày né nhà cha bảy búa ra cho tao thôi. Ừ. Còn riêng mà sao ông bảy búa đụng tới mày, mày nói ba dỡ nhà lên. Ủa ba, sao ba không nói con này sớm? Làm sao? Con đụng ông bảy búa rồi. Hai hổ! Thiệt, đụng rồi, đụng lớn luôn á. Ủa ba? Ba ơi, trân trọng lên ba ơi, coi chừng ba ơi. Trân trọng lên. Dạ. Mày nhìn tao mày biết tao là ai được gì đúng không? Dạ, anh bảy búa. Dạ, một tiếng đi, đứng đơ ra vậy. Dạ. Lời nói đầu tiên cho em gửi đến anh bảy là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cái gì vậy? Chú ơi, chú làm gì chú đánh ba con dữ vậy chú? Mày nghĩ là tao tới đây tao có chuyện, muốn nói chuyện với nó.
mà nó nghĩ sao vô nó nói chuyện với tao mà giống như là nó làm MC gì vậy. Trân trọng đàng hoàng ơi, bỏ đi đừng làm MC ở đây nữa, không có bán vé được nha ba. Mũi dài lái chịu đòn. Xin lỗi ba. Lời nói thứ hai, chú em gửi đến cô chú, các anh chị cùng các bạn để chúc sức khỏe. Chú ơi, chú đừng đánh ba con nữa mà chú. Tao đã dặn đi dặn lại rồi, đừng làm MC. Ôi, ba đâu... Tao phải tàu hề đâu mà làm MC. Đâu có khiếu ăn nói đâu mà làm MC hoài mà bị đánh vậy ba. Chính vì không có khiếu ăn nói thì bây giờ trên TV người ta nói sao tao bắt chước tao nói lại vậy. Mày đã không có khiếu ăn nói nè, mày nhìn tao nè. Không có khiếu ăn nói nè, vô gây lộn nè, bị chúng chém tét mỡ nè. Thấy không? Nè, thẹo vẫn còn, thấy không? Trời ơi, chú ơi, tại sao thẹo mưa dữ vậy? Trời ơi, mẹ nội ơi. Mày lạnh quá, chuyện chuyện của tao. Tại sao mày? Giờ bỏ luôn. Trời ơi, đầu tư ghê luôn á. Phải đầu tư chứ, nghe là nghe của tao. Trời ơi, một cây búa thôi em sợ rồi, anh đầu tư thêm cái thẹo, chỉ nó về anh bậy. Sâu hơn nữa kìa. Mày làm hết rồi mày. Mày làm hết. Rồi em nhớ ngày xưa, cái thời còn hoàng kim của anh, mỗi lần anh vỗ tay một cái giang hồ bu tới một sớm luôn. Giờ anh vỗ tay em phải nằm em xỉu trước chứ. Bây giờ tao tu rồi, tao nhẹ nhàng lại rồi. Dạ. Tao không phải như hồi xưa. Dạ. Hồi xưa tao vỗ tay một cái là ào ra là hốt, ào ra là hốt. Đúng không? Thì bây giờ anh vỗ ngay có ai hốt không anh? Không. Anh tự hốt luôn mà. Tao tự hốt. Tao nói mẹ tao ghét nhất là cái gia đình của mày. Mày dạy con mày kiểu gì? Con của mày đó. Dạ. Quá ăn hiếp con gái của tao. Mày nghĩ đi. Làm như vậy là con gái tao sẽ như thế nào? Một đứa con gái nhỏ nhoi dễ thương biết chừng nào. Chú ơi, mình nói chuyện giọng thấp được không? Sao cứ nói cao quá chi vậy chú? Ăn to nó lớn quen rồi. Vậy mày nghĩ đi. Con gái tao sao? Con gái tao sao? Anh ơi, bây giờ mấy giờ anh kêu con gái em vô đây, con gái của anh vô đây, em bắt con gái em, xin lỗi con gái anh. Mày nhớ nè. Dạ. Nhớ mày nói nha. Dạ. Mày có con gái của mày quấn con gái tao không còn cái gì hết. Xin lỗi người ta. Có. Quấn con gái người ta. Vô không? Quấn con chưa kìa. Không xin lỗi nó. Quấn tao. Nghĩ sao? Xin lỗi gì đâu, tôi xin lỗi nhưng mà vừa lòng được chưa? Qua xin lỗi người ta đàng hoàng. Biết rồi. Con, chạy ra mời chị vô con. Con đi. Đâu có chạy. Ủa, này à, ai vậy? Con tao. Mày quýnh nó. Dạ. Ô, sao mày giang hồ quá vậy? Ô, mầm trồ đá. 4 tuổi học lớp trò mày qua mày luồn nguyên một lớp của người ta. Vậy mà nói chuyện ra giống như là mày quýnh bạn mày vậy đó. Chứ bây giờ nó đụng con rồi giờ sao? Rồi mày thấy chưa? Mày dạy con cái mày cái kiểu gì? Nó nói láo. Nó nói ngang, nó ngược. Nó là nó quýnh bạn nó. Bự con là lắm không? Mày quýnh con của tao. Tao ghét nhất cái thứ mày dạy con mà con mà nói láo. Con cái mà nói láo là qua mặt cha mẹ. Mày cũng nói đi. Mày quýnh con đúng không? Con ơi, bà quýnh con nhiều lắm hả con? Dạ, quýnh chát chát. Né không kịp luôn á. Thấy chưa? Trời ơi. Mày thấy chưa? Trời nó xạo á chú, không có, con đâu có quýnh vô trong mặt á đâu, con giả vô trong đít đó hả? Mày nói lao. Con tao không bao giờ biết nói lao đâu, mày đừng có đeo mày. Thế, con giả trong đít mà không mày. Vậy sao cái mặt nó sưng như vậy? Dạ, tại vì con giả, chơi là phải chơi cho tới rồi. Ai biểu qua nhà kiếm chuyện chơi. Mà thấy chưa, nó đâu có vừa đâu. Mày á, mày á. Ê, chồng thiết con không? Mày đứng lại chưa? Mày đứng lại chưa? Trời ơi, chú thấy chưa, nó xạo mà, con đâu có quýnh vô trong mặt nó đâu. Thôi
bây giờ chị mọi chuyện, bây giờ mọi chuyện mình hiểu nhau rồi. Con anh nó cũng có năng khiếu từ nhỏ, ừ, con tôi quýnh vô đích nó mà nó về nó lấy phấn nó chét lên, chơi là phải chơi cho tới, công nhận hổ phụ sinh hổ tử ha. Thôi giờ giờ mọi chuyện xong rồi anh xin phép anh tới giờ em đi thu tiền góp rồi. Nhắc cái vụ tiền góp của anh. Qua đây. Bây giờ nghĩ sao? Cái gia đình của mày là cái gia đình là cho dai ăn lời cắt cổ, một cách quá đáng. Ủa sao sao vậy anh? Chứ còn gì nữa? Chỉ người ta chỉ chậm có một ngày không đưa tiền góp thôi. Mày nghĩ làm sao? Mày qua cái quán hủ tiếu mày ăn hiếp người ta. Cái này chú bày à chú? Mày anh... nói người ta không được rồi mày đánh đập người ta. Nói vậy của ba con cái của con rồi chú đụng vô là chú bậy rồi à. Anh ơi, chuyện đó là chuyện làm ăn của em. Đúng rồi. Anh hiểu giùm em nha, tại vì nếu như em không làm người ta thì người ta quỵt em. Đúng rồi. Thông cảm cho em chứ trời. Cái nào đúng là anh cũng đã từng là giang hồ anh biết rồi. Chơi là phải chơi cho tới. Không hỏi anh chứ bây giờ mượn em 200 ngàn. Đâu có nhiều đâu đúng không? Bà không trả. Bà không trả. Em qua em đòi em quế với cái câu: ê, tao không trả làm gì tao. Mà quế chứ là câu gì nữa không? À. Mày biết tao là ai không? Bà trời chưa kịp ơi. Nói bà là ai là con nhỏ con gái em vớp bà liền. Trời ơi, nhảy vô liền. Đâu vậy bà nói vậy? Tao quế nhất là ví dụ mày muốn xiết cái gì trong gia đình của bà mày cũng xiết đi, tao cho mày xiết hết. Dạ. Mà quế nhất là ví dụ mày xiết cái cây gậy của bà. Bà già rồi, 90 mấy tuổi rồi. Em xin lỗi anh, em đâu biết là bà 90 mấy tuổi. Bà dưỡng tóc đen, em đâu có biết. Em tưởng là bà cầm gậy ra bà quýnh em. Em mới lấy tay, em dùng thế giỏ của em quạt cái cây một cái, bà sụp, bà té. Đó, tự nhiên người ta quạt rồi bà đổ thừa em tưởng là bà ăn giả. Chúc mừng chú. Ủa chúc mừng gì con? Chú đã đánh bà ngoại con. Khoan, qua đây con. Nó nói gì vậy? Con nói lại cho chú nghe. Chúc mừng chú. Chú đã đánh bà ngoại con. Nhỏ này nó nói chuyện nó có rõ. Rõ rẽ. Chắc mày đánh tao đánh lại tao. Anh nó nói gì vậy anh? Nói gì vậy chú? Mày đánh bà ngoại nó. Dạ. Mày có liên quan vậy chú không? Trời ơi, mày không nó mày. Trời ơi, mày. Trời ơi, mày. Má. Con má ngáp dài ngáp ngắn. Con biết rồi đấy. Mình buôn bán, má là một cái người ở Mỹ. Về đây buôn bán một cái cửa hàng đồ Mỹ. Mà nó ế ẩm quá, nó làm cho má mệt mỏi trong người, rất là khó chịu. Má ơi má, má từ Mỹ về hồi nào má? Má nhập hàng từ Mỹ về. Má cả cuộc đời má ở đất nước mình, má có đi đâu ra khỏi đất nước đâu mà má nói má từ Mỹ về má. Mày không có hiểu được cái hoàn cảnh má vậy trơn à. Thì bây giờ cái cửa hàng của mình nó ế ẩm quá, không có ai mua hết trơn. Má phải làm một cái vai là người Mỹ. Thì á, làm mình nói cái tiếng lơ lớ gì người ta mới tin đây là hàng Mỹ, người ta mới mua. Đó. Má cho cực vậy má. Không lẽ bán hàng Mỹ mình phải tập nói tiếng Mỹ. Đúng rồi. Rồi nếu như má bán hàng Campuchia thì má phải đi học tiếng Campuchia. Đúng rồi. Nếu mà đi ra bán hàng Campuchia thì má hai cây sơn mà lá rõ là sơn dở xe la hà. Đó. Qua tiếng khác rồi chứ phải tiếng Campuchia. Ở vậy hả? Trời ơi chi cực quá vậy. Rồi vậy lỡ má bán hàng Sida rồi má phải bị Sida mới bán được hay sao? Thì đúng rồi. Ê bậy mày bỏ đi. Tự nhiên cái tao tao bán hàng Sida, cái kêu tao Sida luôn à. Con nói má biết bao nhiêu lần rồi, cái khu này là khu dân lao động sống không mà tiền đâu mà người ta mua đồ Mỹ. Con kỳ lạ ghê. Những cái chuyện buôn bán làm ăn của má. Thôi má ơi con mệt. Má đừng có bẻ giọng kia nữa. Trời ơi con hãy thông cảm cho má lạ hả? Bây giờ tóc tai má nhuộm lên rồi nè. Má ăn mặc như một Việt Kiều như thế này rồi. Má phải nói tiếng Mỹ thì người ta mới vào mua. Mà con đừng có bàn ra tánh vào mẹ rất là khổ cực. Khi nào có khách thì má làm ơn má nói tiếng đó giùm con. Bà mẹ có hai má con mình nè, má nói chi cho nó cứng lưỡi. Rồi có bữa nhai lưỡi nó khổ con. Má mệt cái mẹ ơi. Đó vậy đi con khỏe. Má nói hoài à. Dạ má ơi. Má nghỉ ngơi đi. Chút nữa chồng con với tía con qua đây đó má. Vậy chồng con với tía con. Chồng nào? Trời đất ơi anh tuẩn chồng con đó má. Trời ơi tôi cho cưới nào mà kêu chồng bà nội. Sao kỳ vậy? Không ba hứa hôn con với ảnh rồi. Ba với má cũng đồng ý cho con đám cưới với ảnh rồi. Ngày xưa ba con còn sống á thì ba con nó nói là cho cưới.
Nhưng mà cái ngày mà ba con vừa mất rồi là mọi chuyện quyết định là do má. Xui. Dạ thưa tía. Dạ tía mới qua chơi và dạ, con mời tía ngồi ạ. Rồi cảm ơn con. Thưa bác mới qua. Đánh đi. Đánh đi. Ui cái má con gì, tía má gì ở đây cái gì vậy? Má à, à, má đứng lên cho tía con ngồi đi má. Thôi cho ông đứng đi cho tan mỡ. Thứ đàn ông gì đâu mà bước vô mà không thấy cái người đâu, thấy nguyên cái bụng bự chà bá lửa. Mà tía ơi, má con nó chơi á chứ thật ra là tía cũng mập thiệt. Hai má con có duyên giống nhau. Con chưa có thấy một người đàn ông nào mà như ông anh. Sao? Người gì đâu mà cái chỗ nào cũng một cục hết trơn á, bụng một cục, mặt một hai cục. Nhìn cái tưởng như con chó mặt xệ vậy. Nhìn không ưa rồi. Má ơi, tía ơi, tía đừng có giận. Tại hôm nay má con không được vui trong người á. Không dạ, sao? Con mời tía ngồi ạ. À. Không sao. Dạ. Tía luôn là cũng vui vẻ. À bữa nay có chút quà đem qua tặng chị. Dạ. Quà thì được, nhận dạ. Mà hèn gì sao cho chỗ để má, để má sắp cho. Để con tặng từng người từng người từng người. Từng người á, tưởng đưa má nguyên đống đó luôn chứ. Tặng vợ con. Cảm ơn anh. Chào má. Đẹp quá. Ủa qua gì chút xíu rồi con. Dạ vợ con thì qua thì nó mau tàn lắm, nhưng má thì là qua bất tử. Là bất tử là sao? Là má không bao giờ chết hả? Dạ đúng rồi, bị qua giả mà còn giải. Phải thật. Ý con nói má là giả dối đó phải không? Dạ con. Nhưng thương mà thôi má. Má bỏ qua hết. Dạ, cái chuyện qua què là chuyện nhỏ, má là má quan trọng cái chuyện quà hơn. Miễn sao là có quà tôi vui. Cái tánh tôi gì cho khó khó cho quà là mặt tôi vui liền. Dạ, rất là quý đó chị. Quý. Bỏ ba cái vụ quà một bên đi ha. Chị có thể xích qua kia tôi ngồi, tôi đứng tôi mỏi cái lưng quá. Ông anh ngồi đi thì tôi đứng. Sao tôi là tôi đó rồi, tôi không có đội trời chung với mấy cái người mà cái mặt giống như chó mặt xệ vậy đâu. Bữa đầu tôi khó chịu rồi. Ba không có sao, cái giống mặt xệ nó bây giờ nó mắc lắm. Thôi anh im đi, bỏ qua đi. Nhắc lại là cái chuyện xin hỏi cưới con Ngân con gái của chị. Dạ tía, bây giờ mình định ngày luôn hả tía ha? Rồi. Con... cái gì vậy? Cái gì định nè? Dạ. Tự nhiên cái vô đây tôi chưa có quyết định gì, cái tự nhiên cái định vị định ngày là sao? Vậy ý kiến chị sao? Trời ơi, tôi đâu có cái quyết định nào mà đám cưới ở đây đâu mà tự nhiên vô đây cái câu định ngày là sao trời? Nghe gì chói lỗ tai trời. Chị hứa với tôi là ngày xưa đó ông chồng tôi cũng còn sống thì ông hứa với ông anh. Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ ông chồng tôi ông mất 3 năm nay rồi, nó chưa có mãn tang nên tôi vẫn chưa có thể nào mà cho con gái tôi đi lấy chồng được. Ông anh thông cảm nha. Chắc chị xui lộn rồi. Ừ. Chị đã làm lễ mãn rồi. Bây giờ nó đã quá 3 năm rồi thì mình làm đám cưới cho hai đứa nhỏ đi. Tục á thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình của ông anh á với gia đình những người khác á thì là mãn tang là 3 năm. Nhưng mà cái luật của nhà tôi á là hơn 4 năm cái mãn tang. Không có. Không có, nhà mình 3 năm là mãn tang. Để má quyết định. Chị làm lễ mà. Sao chị nói ngang vậy? Tại tôi á, tôi ngang ngược vậy đó. Nói chung bây giờ tôi cảm thấy là tôi phí thời gian quá. Tôi không còn thời gian vàng ngọc để tôi ngồi đây tôi hầu hạ ông anh nói chuyện như vậy. Tôi xin phép ông anh nha, cho vô tôi tắm cái. Tôi nóng nực, tôi bực bội, tôi vui. Khoan, trước khi tắm cho tôi nói một câu. Ý chị nói là cha con của tôi ở đây làm cản trở công việc làm ăn của chị chứ gì? Xin lỗi, thời giờ của chị là vàng bạc, thời giờ của cha con tôi cũng là kim cương hột xoàn. Tôi dù gì cũng là chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại mà chị. Điện thoại sao mà bằng cái cửa hàng đồ Mỹ của nhà tôi được. Nhà tôi là vẫn là sang trọng hơn, dù sao tôi cũng là một cái người mà kinh doanh đồ nước ngoài đó. Được rồi. Chị con, ba đã nhịn nhục bao nhiêu năm nay, bữa nay không nhịn được nữa. Thôi được, nếu chị đã nói vậy, thì tôi cũng không qua đây cầu cạnh chị làm gì. Vì con tôi mới nhịn nhục. Chị nói gì vậy hả? Xin phép chị, tôi về. Đến đây mày. Ba bình tĩnh đi mà ba. Bình tĩnh đi, cảnh ra mày. Đừng, tao về. Trời ơi, ta nói từ hết hồn đồ nhà tôi luôn. Trời ơi là trời. Trời ơi, nó banh chạy nó trơn rồi má. Trời ơi là trời ơi. Rễ gì mà hậu quả nổi. Bây giờ ba con quỳ xuống đi. Trời ơi. Ba. Trời ơi. Trời ơi, hai cái má. Hai cái
cái thùng là trị giá 200 ngàn của tôi rồi. Mày sao? Tại sao mày giờ đi còn ở đây hả? Không nghe lời gì đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời chết rồi, xong rồi. Quá xin lỗi má, quá xin lỗi má liền. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mày phá đồ cho tao như vậy, trời ơi, tôi chết luôn quá, trời ơi, bây giờ. Trời ơi, anh ơi. Con diễn tình cảm quá hay quá con. Thành tài đến hát phát cả mọi người. Thành tài đến liếu lo cả một nhà. Thành tài đến bán số cho mọi người. Số xinh số đẹp, số sang, số sang số hẹn. Hey! Trân trọng giới thiệu đến cả nhà. Oh my god, đây có phải là cửa hàng Mỹ không? Hay là ta lạc vô bãi rác? Ôi, nhìn cái nhà giống như cái bãi rác vậy. À không, đây phải gọi chính xác là cái bãi xà bần. Ôi, chào bác. Giới thiệu với bác, con thần tài không có bà con gì với chí tài. Bỏ đi, bán vé số đi ra ngoài đường đi con. Vô đây phá hoài à. Hay. Nhà bác giờ đang bừa bộn dữ lắm. Mày vô đây nhiều lúc mất đồ, mất của bác, bác không chịu không đâu. Không phải bán vé số. Con đến đây để bán số. Bán số cho bác. Con là thần tài. Hả? Ôi, trời ơi. Ăn tèo. Trời ơi, bữa nay mày để râu nhìn không ra mày. Tao tèo đây. Đâu vậy? Tụng. Đi đâu vậy? Tao tới đây để giúp cho bà già này, bà giàu lên. Giúp hả? Ừ. Ê, giúp đi. Ở đây là má vợ tao nè. Ở đây còn vợ tao nè. Má vợ với vợ tao đó. Dạ chào anh ạ. À. Chào em. Vợ tao, vợ tao. Đây vợ tương lai của anh Tuấn. Chào em, anh rất hân hạnh được gặp em. Vợ tao, vợ tao. Vợ mày tao biết mà. Tại vì vợ mày nắm tay tao chặt quá. Đâu có. Không, cái đó là lịch sự xã giao. Khi tôi đến nhà tôi phải cần phải nắm tay một ai đó để gọi là bắt tay xã giao thân thiện. Thôi đừng có nắm tay con bác. Nắm tay bác đi. Thôi nghỉ khỏe ha, nghỉ khỏe, nghỉ khỏe. À, giới thiệu với bác. Con đến đây để mà giúp bác, để mà vực dậy cái cửa hàng Mỹ này lên. Nhưng mà bằng cách nào? Đây, con biết dạo gần đây cửa hàng của bác rất ế ẩm, cho nên bác đã phải quảng cáo bằng một cái cách mà gọi là rất là rẻ tiền. Chẳng hạn như là bác quảng cáo, bác cho người đứng ở các ngã tư để phát tờ rơi, đúng không? Mà người phát tờ rơi là con gái bác, đúng không? Em ơi, sớm muộn gì em cũng bị dân phòng hốt cho mà coi. Làm kiểu đó rất là nguy hiểm, cho nên bác đừng nên phát tờ rơi. Và con còn được biết bác chính là người hay bịt mặt để mà vẽ trên mấy cái bức tường ở ngoài thành phố, đúng không? Đúng không? Sao con nói đúng vậy? Bây giờ cho bác hỏi một câu. Bây giờ con là thần tài hay là con là thầy bói vậy? Nói cái gì y chang y đạn luôn à? Tại vì con đã theo dõi, con đã theo dõi cái hoạt động ngầm của gia đình bác, cho nên con biết. Bác ơi, làm quảng cáo kiểu đó rẻ tiền. Bác ơi, rẻ tiền lắm. Ủa vậy chứ bây giờ có cách nào mà nó không có rẻ tiền mà? Bây giờ có một cách không có rẻ tiền mà gọi là thời thượng. Quảng cáo thời thượng. Nhanh, gọn, chất lượng. Đó là bằng cách chúng ta gọi điện thoại và nhắn tin. Nhưng mà làm sao biết được số điện thoại của người ta mà gọi cho người ta mới được chứ? Bằng nghiệp vụ chuyên môn của tôi sẽ cung cấp cho tất cả mọi người cái số điện thoại của tất cả những người mà người ta đang dùng. Cần bao nhiêu số? 1.000 số ư? 1.000.000 số ư? Hay là 10.000.000 số ư? Bây giờ mày biết cách gì mày giúp cho gia đình đi. Tôi sẽ cho mọi người 10.000 số. Cho không 10.000 số hả? Không, đời này không ai cho không ai một cái gì cả. Để có được 10.000 số, gia đình vui lòng hãy chuyển khoản vào tài khoản của con. Chỉ cần 50.000.000 mà thôi. Hả? 10.000 số mà lấy 50.000.000 sao mắc quá vậy anh? Đúng vậy. Bây giờ nè, mọi người, tôi nhìn ánh mắt của mọi người. Có thể là mọi người không tin tôi bởi vì nghĩ là tôi giả mạo, đúng không? Tôi lừa đảo, đúng không? Má ơi, đừng có tin. Không tin à? Không tin thì cửa hàng này sẽ tan nát. Bây giờ mọi người không tin phải không? Mọi người hãy hỏi thằng Tủng bạn thân của tôi nè. Nè Tủng, mày là bạn thân của tao, mày hãy nói cho mẹ con của cô ta biết những gì tao nói như vậy là có đáng tin hay không. Là bây giờ mày tìm cách mày vô nhà để mày giúp cho gia đình tao. Đúng vậy. Sao anh? Phải tin. Tin hả? Yes. Ngon. Dạ. Con cài sim vô con nhắn tin cho má đi con. Con đang nhắn nè má. Mày nhắn đi, tao thấy mày nhắn gì đâu. Cái tay mày ngồi chơi không đó mà. Cái tay con đau quá rồi. Bây giờ con phải nhắn bằng chân nè má. Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Nhắn bằng chân luôn rồi hả? Má
con làm gì mà giống như người bị khuyết tật luôn vậy? Cái tay đâu không nhắn đi. Trời ơi, đau quá trời rồi má ơi. Thiệt tình luôn. 10 ngón tay con băng bột hết 10 ngón rồi. Cái tay con nó không còn cảm giác, nó nhức quá rồi. Mà con nhắn là người ta cứ chửi con hoài luôn à. Đúng rồi, mình nhắn là mình làm phiền người ta chửi mình là phải con ơi, mà mình phải chịu đựng rồi mình mới mua được cái người ta mới mua hàng cho mình chứ. Đó là cái chiêu quảng cáo. Mình học rồi thì mình phải làm. Đó, em mới nói có khách lại liền nè. Hello. Can I help you? Dạ, sáng giờ má nghe mấy chục cuộc rồi, người ta chửi gì không á, mệt quá con ơi. Trời ơi. Hello, can I help you? Dạ, con thưa tía, dạ tía qua. Dạ. Tía cái gì đây? Con cứ hỏi rồi mà tía. Cái gì? Vậy cứ hỏi cái gì? Qua đây làm chi vậy? Bữa nay tôi qua đây á, tôi tuyên bố quỷ hôn, không cưới hỏi gì hết trơn á. Má đừng có nói vậy tội nghiệp con tía ơi. Sao quỷ hôn vậy tía? Đây là ý của tía, ý của anh Tuấn vậy tía. Ý của tía? Thằng Tuấn nó mấy bữa nay đi đâu mất tiêu à, không có liên lạc được với nó. Sao chết con rồi? Chị, nói cho chị biết, chị hãy mau chấm dứt mấy cái trò này đi. Đợi lúc tôi kiện đó thì đừng có trách tôi nghe chưa. Cái gì vậy? Tía, tía ơi. Ủa con, vậy là ông nói gì má không hiểu gì trơn vậy? Ơi, má có sàm sỡ tía con không vậy? Trời ơi, tía không đòi kiện má. Vậy nè, má làm gì tự nhiên ông vô đây ông đòi kiện, má không hiểu chuyện gì đây nè. Rồi bây giờ tự nhiên tía đòi quỷ hôn con với anh Tuấn. Cười để giấu những dòng lệ rơi, hãy ngước mắt nhìn đời. Dù ta gắng mà bao tiếng cười. Sao em khóc vậy hả? Tôi bị quỷ hôn với anh Tuấn rồi. Trời ơi, cái chuyện em quỷ hôn với thằng Tuấn thì em nên cười chứ. Là bởi vì không có thằng Tuấn, vẫn còn có thằng Tẹo nè. Tôi thương anh Tuấn thôi, anh đừng có lợi dụng. Thừa nước đục thả câu á, đục nước béo cò hả? Tôi không có đục nước béo cò, tôi thương em thật lòng mà. Anh qua đây làm chi vậy? Qua đây để giúp cho mẹ em, để giúp cho gia đình em sẽ còn phát triển hơn nữa kìa. Phát triển cái gì? Bữa giờ mua 50 triệu, ôi da, 50 triệu tiền số gì đó, tôi gọi tôi nhắn tin người ta chửi tôi bấy lỗ tai hết trơn rồi, giúp cái gì nữa mà giúp? Trời ơi, tao bị chửi quá trời quá đất luôn à. Con làm sao mà cũng bán cho bác cái gì mà sim 50 triệu mà hả? Cái gì mà người ta chửi ra rả không ai mua hàng hết trơn. Bác bị chửi đúng không? Đúng rồi. Em bị chửi đúng không? Đúng rồi. Anh vui lắm hả? Mấy cái số đó đó là mấy số tiểu gia. Cái gì? Còn mua mà mua cái... Đây, con đến đây hôm nay con giới thiệu với bác một cái gói khác nữa. Một cái gói khác là cái gói sang trọng, cái gói đẳng cấp, cái gói của đại gia. Thì khi mà bác mà nhắn tin như vậy á, là người ta sẽ không gọi, người ta không chửi bác, là người ta chỉ có già, dép, dép, già, già và ta mua thôi. Ồ, vậy hả? Đúng vậy. Bác hỏi con nè, là cái vụ số đó đó, là con hứa với bác là coi như là mua xong một cái là gọi nhắn, là đại nhắn gia. Gọi là người ta không có chửi nữa. Là người ta không chửi, ta mua. Đúng hàng vậy, không phải? 500 triệu thôi. 500 triệu? Có bao nhiêu đâu mà. Đây. Bây giờ bác nghĩ cách này nè con. Sao? Bây giờ bác thì tiền mặt bác hết rồi đó. Dạ. Cạn kiệt rồi, mình sơ sớp bán ế quá mà. Dạ. Thôi bây giờ là bác sẽ nhận cái mua, nhận mua gói đó. Bác mua cái gói đó. Tiền đó thì bác không có. Nhưng mà hả, đây, con gái bác nè. Gái bác cho nó đi chơi với con trừ nợ. Thôi khỏi luôn đi, ở đó mà má đi dành đi, tự nhiên mà bắt con làm không được. Cái giờ thấy xong sao được? Không được. Ê, Ngân. Thì bây giờ để bác tính cho con cái kế hoạch khác. Kế hoạch khác hả? Con thích em Ngân à? Không, có con nhỏ này đẹp hơn con Ngân. Mày cứ ấy à. Để tao chỉ, tao giới thiệu, tao trừ nợ mà. Con kèo tươi hơn hả? Ừ. Ai vậy? Bác nè. Bác, bây giờ sao? Đây, 500 triệu bác sẽ có được cái USB này. Trong này chứa 10.000 số VIP. 10.000 số VIP bác chọn đi. Sao? Số VIP mà bây giờ không có tiền. 500 mà. Triệu hoặc là 100 lần đi uống cà phê với em Ngân. Bác chọn đi. Thôi đưa đây, để tao tính, để tao vô tao dụ con Ngân. Má ơi, chết con rồi. Cái gì? Cái gì vậy con? Con gọi cho anh Tuấn nãy giờ mà ảnh không có bắt máy. Thì bây giờ không biết ảnh sao rồi má. Thì trời ơi con gọi anh Tuấn mà sao thằng cha nó đến làm chi vậy con? Con gọi lộn số hả? Tía ơi, tía, anh Tuấn đâu rồi tía? Con không gọi được cho anh. Nè. Gì? Tại sao tôi nói chị bao nhiêu lần rồi? Hả? Mà chị cứ tiếp tục làm cái chuyện đó vậy hả? Chuyện tôi gì kiện chị đó nha.
Trời ơi, má con khủng bố tía. Ủa cái gì mà tôi khủng bố ông anh? Ông anh nó bậy rồi nha. Khủng bố cái gì tía? Con người ai cũng có số, thấy không? Chỉ là sớm hay muộn. Có thể hôm nay bạn còn đây, nhưng ngày mai bạn sẽ yên nghỉ bên kia thế giới. Vì vậy, bạn hãy mua hàng Mỹ, tào lao không? Tào cái gì kỳ vậy? Hai cái tin không có liên quan gì chứ. Còn nữa con ơi, đây là gì nữa vậy? Đây nè, hãy mua tả lót bằng giấy của Mỹ xài rất tốt. Bảo đảm xài một lần rồi thôi. Thì đúng rồi, tả xài lần thôi. Nhà tôi có nít đâu mà nhắn tả giấy. Ô tía ơi, con xin lỗi tía, cái đó là con nhắn. Tại vì con nhắn đại trà cho tất cả số điện thoại mà con có. Mà con trời, bực mình ghê luôn. Gì vậy anh Tẹo? Đứa nào nhắn tin khủng bố tôi nè, thiệt á. Có tôi mà, tôi nè, tôi là nắm được mấy cái thằng khủng bố mà nghĩ sao mà tôi còn bị dính mấy cái tin nhắn khủng bố. Anh nghĩ sao vậy? Một mình anh dính là tôi cũng dính tin nhắn khủng bố nữa nè. Trời đất ơi, trời gì vậy? Tôi đây nè, coi tôi muốn bán hàng mà tôi còn bị nhắn tin khủng bố nè. Thế tự nhiên cái nó nhắn tin tại đây có bán đất bề ngang 1 mét, bề dài 2 mét. Ý nó chù tôi chết á. Điên. Ba. Bye ba. Ba. Tôi. Ba. Anh Tôn. Đi tới đâu là phá hoại tao đó. Trời ơi, điện thoại thiệt. Mày đi tới không cẩn thận vậy Tôn? Thế bây giờ anh bắt nợ hình anh ơi. Anh đi đâu vậy anh? Sao anh trốn em vậy? Không ai trốn. Tía đã không. Tía không có quỷ. Tía qua tôi nói chuyện đàng hoàng. Chưa kịp quỷ là bà đã bị quỷ trước. Tía mới quỷ. Nhưng mà cái vụ mà tin nhắn khủng bố là con xin lỗi tía, thật sự con không biết. Quan trọng là tại sao ai có tin nhắn đó. Dạ con nhắn cho tía, mà anh Tẹo thì là ảnh bán cái số điện thoại đó cho má con 10.000 số để mà lấy 50 triệu để mà tụi con quảng cáo bán hàng Mỹ cho má con. Tẹo hả? Nè cậu Tẹo, Tẹo anh giải thích chuyện này giùm tôi đi. Tại sao hả anh bán điện thoại mà trong đó cái số điện thoại của tía tôi là sao chứ hả? Tôi nói mà nói mà tôi được. Sẽ kiện anh đó. Thôi được rồi, tôi nói luôn. Thật ra tôi có được những cái số đó là do... Do ai? Do ai? Thằng Tủng nó cung cấp cho tôi. Cái gì? Ủa cái gì vậy? Anh đừng có vu khống cho chồng tôi nghe. Nghĩ sao mà chồng tôi cung cấp cho anh được chứ? Em hỏi thằng Tủng đi. Ở mà em hãy tin đi. Nắm tay anh thật chặt. Vậy là sao hả anh Tủng? Số điện thoại ở hãng điện thoại của ba. Mày lấy hết danh sách khách hàng cửa hàng của tao mày đưa cho nó hả? Dạ đúng rồi. Cái gì cái sự ham tiền của mày cái thằng Tẹo mà để cho mọi người bị khủng bố tin nhắn đó. Ưng ai à, thổ địa thần tài đất đai Dương Trạch phù hộ cho tía con ổng có nhiều sức khỏe để kiếm tiền nuôi gia đình. Má. Sao tới giờ này mà cũng chưa thấy tía với chồng con về nữa? Ôi con lo gì, tía con ổng đâu có dám la cà đâu mà con lo. Cái này á, chắc là đẩy rồi thêm một xe nha, rồi hai người giác nha. Bữa nay tiền nhiều hơn hồi bữa đó con ơi. Má mai xong chưa? Để chiều nay con đem hàng giao cho người ta luôn. Ôi trời ơi, còn hai cái nữa mới xong. 3 ngày làm đâu được chừng 3.000 cái gì đó. Có mấy chục ngàn đồng bạc à. Đúng là làm đồng tiền đổ mồ hôi sốt mắt mà. Còn con cũng vậy, làm suốt cả ngày à, chỉ có được vài chục ngàn. Vậy á mà con thấy thiên hạ ăn chơi suốt sáng thâu đêm. Tiền triệu bạc trăm dứt rải dài dài trong những quán ăn nhà hàng thiếu vô. Tiền kiếm nơi nào mà họ xài chẳng xót xa. Đúng là người ta ba thứ người ta mà. Chắc chắn á, không phải tiền của họ làm ra, và họ cũng chẳng bao giờ khổ cực như chúng ta. Nhưng mà con ơi, số phận của mỗi người có tài mà kém đức thì ai cũng như ai. Con cũng nghĩ vậy đó má. Đừng có lên voi, làm gì có ngày xuống chó ha má. Ôi, cởi voi cởi chó làm gì cho mắc công lo sợ. Cởi chồng là chắc ăn hơn con. Nè, nhớ không thay đổi cách quản lý. Ý, tí con không về tới nè, coi dọn cơm con. Dạ. Đàng hoàng đi. Trông mặt quá. Trông mặt quá. Tía ơi, trông mặt. Xe thắng hết ăn luôn. Tía ơi. Gì vậy? Tía đâu rồi? Đây nè. Bộ mắt mày nghiêm trọng lắm hả? Không biết nữa tía ơi. Không thấy gì luôn hả? Mày ngon. Không thấy. Mày ngon. Không thấy.
Chào, không thấy sao đỡ? Không đỡ đuôi con mắt sao? Sao mà nó không thấy? Thế á. Gì? Công nhận tí 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 hay quá ha. Người giá dám ở ở chỗ chỗ làm cá độ với người ta ăn 30 trứng hột vịt lộn. Trời trời Phật đất địa ơi, được có 150 rồi. Gan quá trời quá đất à. Lỡ chỉ bị sình bụng sao? Bể bụng chứ bà sình gì? Ráng nuốt kiếm tiền nuôi vợ con mà. Bây giờ nhắc tới hột vịt lộn là ói liền đấy biết không? Mày cũng vừa gì? Tướng mày lớn gì đồ vật lộn, thằng kia ăn mấy trăm ngàn mà vật lộn gì xém chết. Nó đánh đứt hai bóng đèn là chưa vừa lòng mày hả? Cũng gì anh dùng tấm áo. Thôi được. Bây giờ tiền đâu? Tiền nè, giấy giữ. Giấu đâu? Lụt đến tục thằng Tài. À, có mua trái cây. Má, ăn trái cây trước hay là ăn... Để trái cây đi. Hai con. Ai kêu tôi đó, có tôi đây. Ai kêu tôi đó, bỏ bên kia đi, chút xíu nữa ăn cơm mà sẽ... Dạ. Tía ơi, ngoài nhà mình có trồng cây chôm chôm á tía. Chôm chôm cái ông nội mày, trời ơi, cái đầu tôi mà nó bươi gì nè. Xin lỗi má. Cái thằng quỷ này nó nuôi là sao mà. Xin lỗi má. Tía ơi, tía đâu rồi tía? Tía à? Tía ơi, mày đi đâu vậy? Trời ơi, đi đâu vậy? Đây. Trời ơi, trời ơi, định ăn sát cái thằng này hả? Không có đâu, không có, dao nè vợ. Con mắc ăn sao vậy? Hả? Liền. Dạ. Không thay đổi cái quản lý. Dạ. Mắc sao vậy? Mắt anh bị té. Ở đâu? Té ở té vô tay thằng kia, té ngay chỗ này nè, té bụp vậy. Té thẳng vô. Đắp muối chưa? Đắp muối rồi, không sao đâu, chút xíu hết mà. Ăn cơm đi. Lo. Tía ơi. Đây nè. Đi thẳng. Ngồi đâu tía? Đi thẳng đi, được ra đây. Rồi ngồi xuống. Tía. Gì? Chén. Tía. Đũa. Tía. Gì nữa? Đồ ăn. Trời Phật đất địa ơi. Gì mà cho có chút xíu đồ ăn à. Mày đuôi mà con biết biết nhỏ miếng lớn nữa hả mày? Con hửi biết nhỏ lớn liền. Tôi chưa có thay đổi quy định mà. Sao em re vậy ta? Quên. Thưa má, con với tía bữa nay làm người được 70 ngàn, hai người là 140. Ừ. Thì tôi cũng dành dụm để lo cho gia đình chứ. Đâu dâu đút cho ai. Ừ. Để còn lo đóng á. Tiền điện, tiền nước. Biết vậy sao không nào về chợ Hạch hỏi mới được. Làm như mấy người làm để nuôi tụi tôi vậy á. Biết rồi. Đi thằng con. Tía. Má bữa nay hả, thương tía cho nên mua cho tía một cái món mới. Phải vậy mới được chứ tía. Đó, bữa nay mình không ăn cá nhiều nữa à. Mình ăn bò. Cái món gì? Con đang thèm bò. Đây, hộp vịt lộn. Tía ăn hộp vịt lộn mày tía. Mày có tin là tao ối. Tao ối ra 30 con vịt ngoài đường liền không? Ối ra đây không? Ối ra liền không? Tía không thích ăn hộp vịt lộn đâu, để con ăn. Mày muốn ăn mà ra sao ăn? Cái mùi hộp vịt lộn là tao chết liền, bây giờ mày biết không? Nè, cái này mới lạ nghe. Hôm qua nói với tôi thèm ăn hộp vịt lộn, bữa nay tôi mua cho ăn, không ăn là sao? Ăn ở đâu rồi hả? Đâu ăn đâu. Xuống liền, chết tao chết liền. Không ăn cơm đi đâu vậy? À, đi làm một cái công việc mà không ai thay thế được. Là gì? Gettolo. Vô toilet. Bữa nay thay đổi khí hậu, hành nữa là tía không thèm ăn vịt lộn. Chút nữa hai vợ chồng mình ăn. Ngon. Ngon tía. Tía để đâu rồi? Ngay chỗ cũ luôn. Tới con nha. Đi. Lên đường. Hai con. Hả? Đi đâu vậy? Đi làm chuyện mà không ai thay thế được. Đúng rồi. Hết tao luôn. À, quá đã.
Đã cái đầu mày. Trong toilet có gì trọng mà đã con. Đâu có gì đâu tía. Trời ơi má. Tía tía tía. Công nhận tía hay quá. Tía vô tía làm một hơi ngơ dài như Châu Thanh vậy. Con bắt trước tía. Con làm một hơi như là Phương Hằng vậy đó. Còn chút, còn chút. Công nhận ơi, tía cái gì mà mình giấu diêm diêm á, công nhận sướng thì ăn ngon. Nè, trong nhà này không có gì bí mật nha. Hai người đang nói lén tôi đó phải không? Đâu có đâu. Tía ăn cơm đi tía. Trời ơi, không ăn cơm đi đâu nữa. Đi làm cái công việc không ai thay thế được. Ghét tôi luôn. Con. Dạ. Tía con bộ ông bệnh gì dữ lắm hay là ông đau thận mà ông đi trong đó hoài vậy con? Thôi má ơi, má để ý làm chi ba cái chuyện giặt giảnh đó. Mình chỉ để ý cái hậu bao của họ là được rồi. Tuyệt vời. Trời ơi, cha già biến thái. Nè, vô đây hỏi coi, trong toilet có gì trọng mà tuyệt vời hả? Trong toilet có cái vòi nước chứ có cái gì, hỏi lãng nhắc. Tỉnh đi làm cái chuyện không ai thay thế được nữa phải không? Yes sir. Coi chồng con đi ra ngoài làm cái gì vậy? Má vô trong toilet má rình giùm con đi. Trời ơi, con quỷ này chồng mẹ trong toilet mỉa tao rình. Ê, con quên, để con. Biết rồi, mùi đầy hết trơn nè mày ơi. Bể rồi tía ơi. Kéo đầu la. Ừ, bây giờ nhớ thêm nè. Ông mà la gì đứng. Nè, tại sao hai người lén lút ra sao? Để tự do uống rượu qua mặt chúng ta vi phạm vào quy gia. Tôi quy định cho ông mỗi tháng chỉ hai lần được nhậu. Tại sao dám qua mặt tôi? Ủa, ông muốn chết phải không? Bà ơi, đâu có nhiều nhỏi gì, cũng đâu hao tốn tới tiền lương đâu. Dạ, tại tí ăn 30 trứng hột vịt lộn rồi nên vợ bụng mới bị trương hơi. Tôi nói chơi không, buồn vui gì không nước không được nhậu. Già nói còn không nghe, tuổi trẻ làm sao nghe. Tôi tưởng ông đau chứ. Sức chịu nổi ơi. Mình đi điên hả? Tôi tính là ăn chút xíu. Này nè, tí ăn hột vịt lộn bị trương hơi, còn anh, anh có ăn đâu mà cũng bị trương hơi hả? Anh không ăn mà anh gia con thứ gà chết coi nhà không? Nhà có khách đâu, nhà có khách. Cái gì để người ta chờ đợi hoài vậy trời? Gia con thứ gà chết đâu rồi? Hả? À, làm ăn gì vậy hả? Gia con thứ gà chết đâu? Hả? À, thôi phải nhà này nhà gia con thứ gà chết đâu? Không thấy ai đâu hả? Hả? À, có chuyện gì vậy chú? Ai đây? À, vợ hai khờ phải không? Chú nói cho con nhiều lần rồi, cái nickname của chú là Nít Lâm mà mày cứ kêu Lâm Lâm hoài làm sao hả? Nít Lâm là gì chú? 5 lít. Ừ. Vậy là chú uống tới 5 lít dữ vậy đó hả? 5 xị là tao còn đứt cái chứ làm gì tới 5 lít xe đạn rồi đây. Vô nói chuyện với cha con thư gài chết rồi. Làm ăn cái gì sống nhăn mày đi qua bên kia rồi. Hả? Trời ơi hả? Sai quá rồi về ngủ đi. Bữa nay đâu tới ngày đâu mà qua đây. Ai nói với chị là tôi sai. Dứt khoát là bữa nay là phải có cái ngày nhậu ở đây nè, chỗ này là phải có cái ngày nhậu. Cha con anh nè, làm ăn sống nhăn à, làm tôi hẹn tôi chờ rồi ngoài quán của bà Tư Ú chờ rồi coi như nắng chăng chang hết trơn hết trọi. Vậy mà nói tủ phùng tri kỷ, trời đất ơi, chị nói không có nhậu hả chị Tư? Không có nhậu mà hột vịt lộn nè, rượu nè, rồi thấy không, quá đáng, hai cha con quá đáng, chơi như vậy là chơi không đẹp. Chơi như vậy là chơi không phải anh em, không phải tri kỷ, thấy không? Tội quá hai cha con anh. Phạt. Tôi uống nè. Nụ của tao á. Trời ơi, chú Năm ơi là chú Năm. Không có tiền, không có bạc mà tối ngày ăn nhậu hoài hả? Đó, chị tối ngày cứ là tiền với bạc. Bởi nói phụ nữ là cái bếp núc ở nhà.
Hỏi chị sáng nay hai cha con Tư Gà chết đi làm về đưa cho chị bao nhiêu tiền? Chị nhớ một lần. Bao nhiêu nói cho tôi nghe. Rồi 70. Vậy? Dắt tôi cười chết quá. Trời ơi, bởi chị không có biết gì chân cha con bữa nay đi làm ở trong nhà máy ăn cá độ. Cá độ mấy trăm ngàn. Hẹn tôi ra quán ba tư uống nhậu, tôi chờ nắng chăng chăng không thấy mặt mày cha con. Bởi chơi như vậy mà nói là tử phùng tri kỷ thiên bơi thổ phạt á. Ra chưa? Ra. Tôi phạt tôi đi. Không được. Đối xử với nhau như vậy không phải là tình bạn bè. Chỉ cốt mà đúng không? Nhậu có nhau, lúc ăn cá độ cũng có nhau. Tại sao lúc nhậu... Một cái ghế lên đầu là mày cười hoài luôn. Một cái ghế đập lên đầu là mày cười hoài luôn. Gì ghế thì đâu, quán nhậu gì đâu, làm gì hai gia đình gì căng thẳng cái gì. Không nhậu chỗ này tôi nhậu chỗ khác cái gì đâu. Hai anh hẹn với tôi thôi mà. Làm gì quá đáng hả? Gì căng thẳng rồi. Sao tia? Quay ra sao? Dòng ngõ sao? Dòng ngõ sao biến liền, giọt liền. Sao đi đứng lại? Tia ơi, bị kẹt hẻm cục rồi. Thẳng bước. Bên phải, quẹo. Sao không đi nữa tia? Vợ. Vợ ai? Giờ em đã là vợ người ta. Trời ơi! Vợ ta nữa. Chặn đường luôn hết đi được. Sao vậy tia? Không phải vợ tao. Cứ gắn lên, cứ bên gắn lên. Bên vợ ai? Vợ ai? Giờ em đã là vợ người tôi. Giống tiền rồi nữa ha. Ngon. Ngon ha. Giấu tiền riêng ha. Giấu tiền riêng để nuôi con nào. Đâu nương nào đâu. Tiền ở đâu mà có? Tiền cá. Độ. Cá độ. Độ gì? Tía ăn ba chục hò hột vịt lộn rồi được một trăm gãy. Con ăn? Anh vật lộn với thằng kia bị đứt hết bóng được ba. Hả? 300 hả? 200 gãy. Sao mà ba rồi 200 gãy là sao? 50 ngàn bị bẻ cò. Nói tóm lại là hai người được bao nhiêu? 400 rưỡi. Ông muốn ra coi tôi cũng... Ông muốn chết bây giờ. Hả? Ông muốn chết hay sao mà ông nuốt tới 30 hột vịt lộn hả? Ráng nuốt kiếm tiền tôi sợ. Ông nữa. Bộ muốn giật phổi hay sao mà đánh lộn với người ta vậy? Muốn kiếm thêm lo gia đình. Tiền đâu rồi? Đâu? Tiền đâu rồi tía? Mất tiền rồi. Ông ơi, ông có tin tiền mất không ông? Tin, bà làm tôi sợ quá. Tin. Trời ơi, tức chết đi được. Sống với một người chồng như thế này giả dối vậy nè, giấu tiền riêng để mà nuôi ghệ nhí nè. Ôi, bà sợ ơi. Chúng ta tôi đập đầu tôi chết chứ không sống với anh nữa. Tôi đập đầu tôi chết đây nè, vô cái giường này. Bà xã ơi, anh nào phải đâu là kẻ lọc lừa đi qua giả vô đi ngoài chứng có cao xanh, có trời, có Phật, thổ địa, thần linh, ông bà chân gia. Quỷ gia làm gì vậy? Nó tụng thì mình sám hối thôi chứ. Đổ lỗ tai ra. Chừng giam cho lòng anh thiệt thà ngay thẳng, chẳng giấu tiền riêng đem tài xã láng, mà anh chỉ len ma vợ và em lấy tiền cá đồ của anh và tía mà đem vô dưới. Dưới đích ông thần tài. Tiếc lắm mấy ông nè, cất lại đi. Bà cất tiền rồi nha. Cất tiền đâu phải em đâu. Ông già cái đầu nè, không có làm gương còn suối con rể làm bậy.
không có nói nhiều. Cơm chiều nay cắt, tối nay ngủ trong nhà cắt, hai người ra ngoài đường ngủ chung với muỗi đi. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về điệp cùng lang chung bước. Ôi tiếng mõ hồi chuông từ đâu vọng đến, cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi, lang khóc đợi người đi. Anh ơi, lần cuối gặp nhau lang kẻ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân thành, nếu duyên không thành điệp ơi lang cắt ta. Không thay đổi cách quản lý. Ai da. Chủ trong công ty nha. Đã tôi quá. Nghe nè. Cái gì đi? Nghe nè. Anh thiếu ngủ quá. Trời ơi, làm gì thiếu ngủ? Hôm nay mệt mỏi, làm việc nhiều quá rồi xong rồi không có thời gian rảnh rỗi luôn á. Có gì không em? Có gì quan trọng không? Chút nữa sau giờ nghỉ giải lao á, hai đứa mình đi uống cà phê nha. Uống cà phê hả? Ừ. Trời, nghỉ giải lao xong bây giờ anh phải lao vô anh lo ba cái mớ giấy tờ hợp đồng của công ty nữa. Thôi Đạt cứ như vậy hoài à, bữa giờ á. Hay là em rủ bản thân anh đi, em rủ thằng Thanh Duy đi chung đi. Ủa gì kỳ vậy? Ê, anh bận quá. Thời gian này anh bận quá em. Không có liên quan. Không có liên quan. Thì mình quen nhau mà. Em không thích thằng đó hả? Thanh Duy là em đâu biết đâu. Ồ. Em chỉ biết Đạt thôi à. Wow. Di ơi, Di nghe chưa Di? À anh biết mà. Trong tim em chỉ có một mình Đạt thôi. Di là ai đối với em không là vấn đề gì cả. Anh biết mà, anh biết là tình yêu của em đối với anh là rất là cao cả, nhưng mà thời gian anh bận bịu quá, anh xin lỗi. Em biết, em thông cảm hết. Cho dù á Đạt có bận bịu cỡ nào á, em vẫn có thể chấp nhận chờ Đạt. Ồ vậy sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ để bảo đảm tình yêu của mình, thôi em phụ việc anh đi. Bây giờ ở công ty bây giờ là còn có mình anh à, còn chị lao công là bây giờ là đi nghỉ phép rồi. Bây giờ anh sẽ làm công việc, còn em phụ là lao quét dọn đây phụ anh nha. Có gì ai kêu gì làm đó. Không được đâu, em cũng có công việc của em mà. Bây giờ em quét dọn thì ai lo công việc của em? Bây giờ em với anh cả hai cùng phải lo công việc của mình, thì hai đứa xong việc rồi mình mới đi chơi được chứ, đúng không? Ôi, khổ quá. Bây giờ Đạt ngồi xuống đây đi. Đạt ngồi xuống đây đi. Nó giờ Đạt mệt mỏi đúng không? Em sẽ massage cho Đạt. Wow, hay quá. Đạt ơi. Sao? Nói nghe nè. Dạ ba má. Dạ. Bất thình lình ba má, có chuyện gì ba má? Con đang làm chuyện. Dạ con nhớ. Làm chuyện con nhỏ này là ai đây? Đây là nhân viên trong công ty mình. Trời nhiều con quá, tôi nhìn tôi không nhớ. Tại tôi thấy mấy nhân viên trong công ty mình đâu có cái con nào mà dám nó đứng lại gần con mình như vậy đâu. Dạ sao không dám, con với anh Đạt quen nhau mà. Cái gì? Hai đứa con là yêu nhau. Dạ. Bước qua đây. Dạ. Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi, nhân viên là nhân viên. Dạ. Không có thể nào nhập nhằng như vậy được. Con biết không mà... má là khó có con lắm. Con cầu con khẩn là con đó. Bởi vì giờ mà con sống trong cái vòng tay thương yêu của ba má. Ba má nuôi con cực khổ lắm. Bởi vì mình phải biết chọn một cái bạn cho nó hợp với mình nha con. Bác mình à, đừng có quen tào lao mía lao cái là chết đời. Dạ, mình luôn đó con à. À, con là một người rất là đàng hoàng, đứng đắn đàng hoàng. Con đâu làm gì bậy bạ đâu mà tào lao mía lao. Con quen anh Đạt là bằng một tình yêu rất là chân thật. Tôi biết cái sự chân thật có, nhưng mà nó còn xếp về cái mặt đẳng cấp nữa. Dạ. Đẳng cấp là con tôi là một con nhà gia giáo học hành đàng hoàng, là con của giám đốc nữa. Dạ con cũng là con nhà gia giáo mà bác. Con gia giáo nhưng mà bác biết là cái hoàn cảnh gia đình của con nó không có hợp với gia đình của bác.
Không, con hiểu không? Con nghĩ cái vấn đề đó bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tình yêu của hai đứa con là tình yêu thật sự. Hai bác không thể nào cấm đoán tụi con được. Tôi không bao giờ cấm đoán hai người yêu nhau. Dạ. Nhưng tôi không chấp nhận cái hành động của cô lúc nãy. Dạ. Ở đây là công ty. Hành động của con không phải là cái chỗ massage. Ồ. Con nghĩ cái này không phải là... Con gái đàng hoàng không có ai làm điều đó. Vấn đề không phải là con massage là bậy bạ, mà tại con thấy Đạt mệt. Đạt nói là Đạt rất bây là giờ nhiều công cô việc. Đứng cô cãi tay đôi với tôi. Dạ con không dám. Người mà sẽ là tương lai là cha chồng của cô là tôi thấy cô không được rồi. Dạ con không có dám. Tức là ý con nói là con á, tại con thương anh Đạt. Con thương anh Đạt là tại vì á, anh Đạt á, ảnh rất là cực khổ, anh làm việc rất là nhọc nhằn, cho nên á, con sợ ảnh mệt, con chỉ đấm bóp cho ảnh thôi. Con rất là đàng hoàng, con rất là đứng đắn đàng hoàng. Công việc của cô tôi giao đâu, tại sao cô không làm? Cô đứng đắn cô đấm bóp, nó có cần cô đấm bóp không? Dạ. Trong hợp đồng của tôi có ghi cô phải đấm bóp cho con tôi không? Dạ, cái đó ngoài hợp đồng. Ở ngoài hợp đồng. Tại sao trong giờ làm việc mà lại làm cái việc ngoài hợp đồng? Dạ, cái đó mình sai, cái đó mình sai rồi. À, mình sai hả? Dạ con xin lỗi bác, cái này con sai. Nhưng mà con nói thật với bác là con với anh Đạt ở ngoài cái chuyện mà làm việc ra là con với anh Đạt không có làm cái gì mà quá giới hạn hết. Tôi á, nãy giờ là tôi đứng ở ngoài tôi có một cái cảm nhận, cô đến với thằng con tôi á là vì cái gia đình tôi là một cái gia đình khá giả. Con tôi là con trai một ở trong nhà, chứ tôi nhìn qua mắt kinh nghiệm đúng không? Đàn bà mà nó yêu đàn ông không bao giờ mà nó cái kiểu sổ sàng như con tôi này. Biết ngày xưa đó. Đó là ngày xưa bà yêu tôi là tại gia đình tôi giàu mà, tôi hiểu mà. Không, không Ly, anh mắc em. Không, em làm gì có sổ sàng. Tôi nói cho cô nghe, chính vì tôi đã kinh nghiệm một lần rồi đó, ở đằng sau tôi đó, ngày xưa hiện thân là cô đó, gia đình tôi cũng là con một, tôi cũng là con giám đốc. Bà nhảy vô, bà là nhân viên, bà cua tôi, cũng đấm bóp massage cho tôi. Trời ơi, ngày xưa rồi em đâu có đấm trưởng, bóp. Dính trưởng nên tôi phải cưới luôn. Nhưng mà con không phải như vậy, con đó là con thật lòng. Và bây giờ, sẵn đây, bác cũng thông báo cho con biết. Tình cảm giữa con và Đạt không bao giờ có nữa. Bởi vì bác đã làm xui gia với người khác rồi. Hả? Không. Bà... Bác nói như vậy, con không chấp nhận. Bác không có lý do gì hợp lý để bắt hai đứa con chia tay. Bây giờ chuyện bác làm xui với người khác là chuyện của bác. Còn chuyện anh Đạt, ảnh quen con là chuyện của tụi con. Bác muốn con bác phải lấy hoa hậu con à. Chứ con không có mà thể nào mà xứng đáng được với thằng Đạt con bác rồi. Anh Đạt, anh nói đi. Anh nói với ba mẹ anh đi. Nói với ba mẹ của anh là anh yêu em đúng không? Anh nói đi. Nói được rồi, bây giờ là chỉ có em thôi. Bây giờ không lẽ anh phải bỏ ba mẹ đi, em Ly, em có để biết mà không đi theo em. Ly, em có biết không Ly? Cái gì vậy? Bảo báo, 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 báo. Nè, gì đây? Báo vô gì? Buồn gần chết, đưa báo làm gì? Báo, báo đăng, báo đăng. Đăng gì? Công ty này sắp phá sản. Hả? Đây, công ty này sắp phá sản nè, đó. Báo mới đăng. Nè, cái gì phá sản ghê chị gì? Lấy ông này hả? Đừng có mơ mà lấy ông này được. Công ty này phá sản, gia đình gả ông này cho bà kia rồi, bà kia công ty lớn. Để chi? Để bên công kia giúp đỡ bên này khỏi phá sản công ty đó. Mà nghĩ sao bà lấy công ty này cho bà chết chùm hả bà nội? Anh đừng có nói tầm bậy. Báo đăng sao tầm bậy? Họ báo tầm bậy hả? Báo đăng nè. Đi đi. Báo đăng công ty phá sản rồi. Không quan tâm. Đi đi. Anh đi đi. Ô, phá sản mày vui lắm hả? Đi đi. Ôi. Trời trời. Khoan. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với con tôi. Mời cô qua bên kia. Sao ba? Đạt. Dạ. Cha mẹ đẻ con ra cho con ăn học, nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ. Ngày hôm nay gia đình mình vì bất động sản mà tất cả bất động và sản hết rồi. Chỉ còn một cách, chỉ còn một cách duy nhất con có thể cứu gia đình mình. Là sao ba? Là con lấy vợ giàu con ơi. Nó cứu mình. Con cái dùng cái sắc đẹp của con. Cái công ty kia có một đứa con gái và họ rất muốn làm xui với gia đình mình. Dạ hả ba? Cái con nhỏ nó không biết sao mà nó mê cái sắc đẹp tiềm ẩn của con dữ lắm. Ồ. Nó nói con đẹp mà con dễ thương. Ba, gì hả? Chỉ còn cách đó thôi đúng không? Đi bây giờ đây. Bữa trước gặp anh á, mình ngồi mình nói chuyện. Anh nói nhà anh có đứa con trai thiệt là giỏi.
Đây, ui, bữa nay anh qua đây sẵn tôi giới thiệu luôn. À, con trai. Đây là con trai của tôi. À, mà nhớ là anh hứa với tôi gì không? Tôi nói cho anh nghe, tôi đã hứa với anh rồi. Ừ. Tôi biết con gái của anh, nó rất là đàng hoàng. Cho nên là tôi muốn là mình sẽ làm xuôi dài với nhau. Còn nhớ dội quá, cảm ơn. Ly, sao con ở đây? Con đi theo tiếng gọi tình yêu của con. Tình yêu gì? Anh Đạt. Anh là người yêu của con. Đạt làm? Anh Đạt. Đạt là người yêu nè. À, không không được em ơi, bây giờ gia đình anh vậy rồi. Bây giờ gia đình anh, đó là con của bác con, này con, mà. Con bác đó là con bác này. Con bác này. Tôi. Trời có mắt mà. Ông trời có đâu bà đâu. Ờ, ơi, con dâu lý tưởng của mẹ. Tình mãi, tình mãi. Tôi duyên số. Không phải duyên số gì cả. Nhưng mà không đi. Tôi không nghĩ là con. Đại bảo luôn. Lại vì tình yêu mà con chấp nhận con đi làm công cho người ta. Trong khi đó con là con của một ông chủ như vậy. Đó, bảo đâu trời ơi. Cái con nhỏ này bây giờ nhìn kỹ không? Bảo đây, bảo đây. Dễ sợ luôn nha. Có gì nữa chứ. Con rất là. Anh xui. Công ty thì sắp phá sản rồi, chú làm việc ở đây hả? Tôi là bạn của... Ba. Trời ơi, đi về đi chơi đây, ở tù đó, ở tù đó. Cầm băng báo này ra chỗ khác đi. Trăm ngàn, đi trăm ra. Ngàn, trăm ngàn tiền báo. Đi ra. Trăm ngàn tiền báo. Nè, lát nữa trả tiền sao? Đi đâu có mua đâu. Đi, đi. Đâu mua đâu trả tiền. Công ty sắp phá sản rồi, công ty sắp phá sản rồi. Biết rồi. Ủa, phá sản mà vui dữ vậy? Rồi, biết rồi, đi ra đi. Ủa, nhỏ khùng trời. Ủa anh, nói vậy là công ty của anh đang gặp khó khăn à? Con muốn ưa với ba một chuyện. Hôm nay á, con thật sự trong lòng con, con rất là vui và rất là hạnh phúc. Con yêu anh Đạt. Và con đã làm hết tất cả. Con đến công ty này là cũng vì anh Đạt, vì tình yêu của con. Nhưng mà ba biết không, con sao? Con bị người ta, con bị người ta ngăn cản. Ai? Người ta chê con. Người ta có một cái chỗ cao sang hơn con. Người ta nói là người ta đã có con dâu khác rồi. Cái chỗ đó mình không có đẳng cấp. Mình không có đẳng cấp bằng người ta. Ồ, ai đi. Bác à, bác nói với ba con đi. Được, bác sẽ nói chuyện với ba con. Ly à. Anh Xui à. Chuyện gì vậy? Sau khi nghe cháu nó nói, tôi mới cảm phục nó. Không. Thật tin là tôi cảm phục nó. Tôi biết nó là con anh lâu rồi. Ồ. Khi tuyển dụng công ty là tôi đã có hồ sơ, có tên cha, có tên mẹ. Và cái tên đó nó đã trùng với tên Nguyễn Chí Tài của anh. Tôi đã biết nó là con của anh từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn nhận vào đây để làm gì? Để tôi muốn thử thách coi, trong những cái khó khăn như thế này, cháu có thể vượt qua được không? Mùa heo lựa nái, mùa gái phải lựa dòng. Tôi thấy dòng dõi của anh cũng là số 1. Cho nên tôi mới chọn cháu vào đây để làm. Tôi biết cái chuyện tình cảm của con tôi lâu rồi chứ. Nhưng tôi muốn thử ngày hôm nay coi thử cháu nó phản ứng như thế nào. Trời không ngờ cháu nó tuyệt vời quá anh ơi. Dạ. Mà ông bác à, sao con đấy? Ông anh biết sao không? Trời ơi, bà tội nghiệp con bé dạ. Lắm. Anh ơi, anh nhớ không? Em sĩ giả nó quá trời mà nó vẫn yêu thằng Đạt. Rồi em thích cái cảnh nó quá trời anh à, luôn. Nó rất là chân tiền tình. Tiền bạc chúng ta có thể làm ra được. Đúng rồi. Mất lần này chúng ta có thể gầy dựng lại lần sau được. Đúng rồi. Nhưng tình cảm chân thật không bao giờ gầy dựng được anh. Đúng rồi. Cho nên là tôi thấy cái tình cảm chân thật như vậy. Ba, chị ba, có con nói cho ba nghe. Cái tình cảm chân thật là tình cảm không bao giờ có thể kiếm được. Đúng mày. Phá sản, công ty ông phá sản. Công ty này phá sản rồi. Bác à, công ty ông sắp phá sản rồi. Bác ơi, ông chờ cho con trai lớn nhỏ về sắp ở tù. Anh Đạt à, anh thấy không? Sao em? Bây giờ á, bây giờ công ty mình phải chạy phá sản em cũng vậy. Không còn gì hết. Anh vẫn yêu em đúng không? Anh đang bị nhũng não. Anh đang bị nhũng não rồi. Anh nói với ba mẹ. Ngày hôm nay là ngày quốc tế phá sản hay sao vậy? Có hẳn tôi nuôi sao? Bác à, bước qua một bên. Chuyện này nếu thằng Đạt có muốn giải quyết, nó cũng không bao giờ giải quyết được đâu. Quan trọng là bác thôi. Dạ. Con qua một bên đi.
Đúng rồi, phá sản rồi. Sao, chuyện gì? Tôi đã xem báo và biết công ty của anh đang trên bờ vực phá sản. Trời, công ty anh phá sản mặt của mình tỉnh ghê. Còn chuyện con gái anh và con trai của tôi cứ cho tụi nó tìm hiểu với nhau. Trời ơi, phá sản vẫn tìm hiểu. Cái thằng mà tao lao quá. Có tao lao lắm. Đi vô đi ra rồi. Không sao, làm ăn á thì phải có lúc, có thời. Không có thời thì mình có miễn cưỡng cách nào á cũng không gì có thể cứu được đâu. Tôi biết, tôi và anh đều làm bất động sản mà. Tôi hiểu. Còn có phá sản hay không, cái chuyện đó do nỗ lực của chúng ta nữa. Đúng. Còn chuyện tình cảm của tụi nó, khi tụi nó đã quyết định yêu nhau, tôi cứ để cho nó xuôi theo tự nhiên. Đúng rồi. Khi nào anh em mình gây dựng lại, lúc đó chúng ta sẽ làm đám cưới. Đúng là tốt. Nghĩa là tốt lắm rồi. Sao mày đánh tao? Tao đừng khóc, tao lau nước mắt kìa. Sao mày chùi nước mắt tao làm chi vậy? Đưa đây, đang quay hình để cho nó đẹp. Cái vỏ đã quá đã. Trời đất ơi, cái đó là cái vỏ rác của người ta. Mày lấy làm chi vậy? Ủa mày ơi. Trời ơi, thôi đi đây, đi đây, để tao giục, để tao giục. Đi qua đây, trời ơi là trời. Cái vỏ rác công viên á. Rồi đó. Thằng nào? Nó chồi ở đây kìa. Nãy em thấy em lụm lên, đâu có gì đâu. Nó kêu em lấy ra mày. Mày lấy ra mày. Lấy lại riêng. Dục đi. Dục đâu đại ca? Dục lên đầu tao nè. Dạ. Trời đất ơi là trời. Lấy ra. Lấy ra, lấy ra, lấy ra. Trời ơi, thúi quá. Dũng đi. Kêu tao ra đây có chuyện gì? Nói coi. Dạ, đại ca. Em nè, hồi nãy em gặp một cái con mồi rất là mập luôn rồi đại ca. Đâu? Nó kìa. Con mồi mập đi ra đây. Đi ra đây. Ủa anh đâu có làm gì mấy anh đâu? Không có làm cái gì. Nhưng mà mày đã bước vào địa bàn của anh em tụi tao. Mày biết nhóm anh em tụi tao là nhóm gì không? Dạ không biết. Nhóm bò điên. Bò. Làm việc đó cho tao. Dạ đại ca, để em nghe tao hỏi trả lời cho kỹ càng. Mày tên gì? Dạ em tên... Nến. Tao không cần biết. Mày là ai? Dạ em... Im. Tao không quan tâm. Mày từ đâu tới? Dạ thì... Im luôn mày. Tao chắc chắn mày không phải là người ở vùng này. Dạ thưa đại ca, sau khi mà một hồi tranh đấu và em phỏng vấn nó rồi thì em vẫn không biết nó là ai. Mày ngu quá à. Sao đại ca quýnh em? Hồi nãy đây ông nào giang hồ mà mít ướt quá. Thất hoài à. Mày hỏi mày không cho người ta trả lời, sao người ta trả lời? Mày biết mày đang đứng ở đây là đứng ở đâu không? Dạ, mày đâu? Biết mày đang đứng trên lãnh địa của ai không? Của tao. Hả? Hả? Thằng đực gà mái. Ba thằng bò điên, mày vô lãnh địa của tao làm cái gì? Lên! Cái tay một tuần trước á, nó cứ lôi đầu đại ca ra, nó bắt được đại ca, nó ký đầu như con hả? Mình không thể nào nhịn nhục được nữa, mình phải dùng lên đại ca. Đại ca, phải xông lên. Tao phải dùng lên. Đúng. Không cho nó bắt tao rồi nó ký đầu tao nữa. Đúng, đúng. Đại ca. Để tao dùng lên.
dùng lên. Tao tự nguyện nè, cứu đi. Đại ca ơi, đại ca, tại sao tự nhiên cái đứa đầu cho nó ký vậy? Thì mày kêu là đừng để cho nó bắt, nó ký đầu thì giờ đâu cho nó bắt đâu. Bây giờ mình ở đây có ba người, nó chỉ có một người thôi, ba đánh một không chột thì cũng què. Đại ca chơi nó đi đại ca. À, ý hai mày nói là phải quánh nó hả? Phải quánh. Quánh nó không? Đúng. Quánh. Được, hai mày hỗ trợ tao nha. Dạ. Ba thằng mình quánh nó. Dạ. Quay đâu? Dạ. Dạ. Chuẩn bị xong chưa? Rồi. Dạ. 1, 2, 3. Chơi. Chơi. Dạ thưa anh, em đi học. Mày đứng lại. Anh đã em đâu? Mày đi đâu? Mày đứng lại. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Em tới giờ học rồi. Không có được, tao thích mày ở đây chơi với tao. Em tới giờ học, cho em về đi học đi. Không, tao thích mày ở đây chơi với tao hơn. Ý anh ơi, em có điện thoại. Có điện thoại hả? Dạ. Alo má hả? Dạ. Mua nhàn hành về nấu cháo ba hả? Dạ dạ con về liền. Anh cho em về mua nhàn hành nấu cháo ba, ba em bệnh nè. Không, tao thích mày ở đây chơi với tao hả? Thôi cho em về. Mày đây. Ở đây chơi với tao. Mày ở đây chơi với tao. Ý anh ơi, em có điện thoại. Dạ con nghe má. Mua ngàn cũng đủ hả? Ba bệnh nặng lắm mà phải mua 2000 ba ăn mới được hả? Con có 1000 hả? Dạ. Má nói mượn anh 1000 được không? Anh không trả lời má ơi. Má nói chuyện với ảnh nha. Nói với má em tiếng đi. Mày khùng không mày? Không mày? Tưởng tượng sâu quá ha. Trời ơi. Sao vậy? Bể màn hình rồi. Ở về đi. Dạ. Mà nhớ không có được quay qua đây giành cái địa bàn của tao nghe chưa? Đi về. Em nhớ anh, em hứa em thề anh luôn. Không bao giờ em quay lại đây nữa. Dạ thưa anh em về. Dạ thưa anh em về. Tao đâu có sợ mày đó. Có lên anh. Ủa anh học hát xiệt ngày nào vậy? Liêu liêu với ai vậy? Mà tao nói nghe nè, không có được qua địa bàn của tao nghe chưa? Dạ. Cái khu này không phải khu tranh chấp nghe chưa? Em biết rồi. Đi đây. Dạ thưa anh em về. Hay quá. Em cảm ơn bạn. Mày đi về đi, ở đây chi? Hên là có tao chứ không nó trứng lột mày á. Đi về đi. Không đi về đâu. Sao mày không về? Bỏ nhà đi bụi đời rồi. Mày khùng quá mày, mày nghĩ sao từng này tuổi mày đi bụi đời? Nè cũng bụi đời luôn chứ gì nữa hỏi. Mày khùng quá, tao đi bụi đời hồi nào? Chứ làm gì? Tao ra đây tao chờ mẹ tao đón tao. Bà mới đẻ tao xong bà ra đây bà tính hít khí trời nha, thoáng mát á, hiểu dạ. Không? Xong bà bế ra đây bà mỏi tay quá bà để đây. Dạ. Xong rồi bà đi luôn. Làm như bà quên tao mày. Tao lớn dạ. Từ từ đây tao đợi bà hoài cũng không thấy bà quay lại. Chắc bữa nào bà nhớ bà quay lại bà đón tao. Ủa nhiêu tuổi rồi? 15. Ủa mẹ anh quên lâu dữ vậy á hả? Chắc bà mất trí nhớ tạm thời đó. Còn mày sao đi bụi? Thì đó, nhắc nó tức lắm. Sao tức? Trời hả, mượn hả, mượn của hả mẹ có 50 ngàn để chơi điện tử thôi. Vậy mà về hả nhà ba hả, ba đánh ba cây luôn. Ủa mày bị ba mày quýnh hả? Tức bỏ đi bụi đời luôn. Kể tao nghe con ba mày quýnh làm sao? Kể cái gì? Mày kể cái khúc ba mày quýnh làm sao, vui không? Quýnh đâu thấy ngồi lấy gì vui. Mày kể chi tiết coi, tao chưa bao giờ bị quýnh. Bây giờ anh á, anh làm em. Em sẽ là ba của em. Xong rồi cái em đánh anh cho anh biết đau là sao. Kiếm cái cây đi. Có cái cây không? Cái cây nhỏ nhỏ. Cái cây này nè. Đúng rồi, cái cây y chang cây của ba. Okay, cây này đi, cây đó nhỏ lắm. Cây này đi. Cây này cũng được. Thôi, quê rồi, chơi cây này cho nó đụng nóc luôn. Cái này đau lắm. Trời ơi, tao thích cảm giác lắm mà. Rồi bây giờ tao làm sao?
bây giờ đi chơi điện tử về đi. Tao đi chơi điện tử về hả? Đúng rồi. Mày là ba tao phải không? Rồi, tao đi chơi điện tử về. Đâu giờ này chưa về nữa. Con đi đâu về đó? Dạ ba, con mới đi chơi điện tử về. Tiền đâu mà chơi? Con mượn của mẹ. Mượn có xin hay là không? Con có xin mà xin nho nhỏ chắc mẹ không nghe đâu. Mượn mà không xin là ăn cắp. Nằm xuống. Tôi cứ quýnh này hả? Ừ. Bà nội nó mà. Bà nghỉ luôn đi. Cái gì vậy? Mày quýnh chưa? Cứ quýnh mày nghỉ. Trời ơi, quýnh là sợ lắm á. Sao anh mừng quá vậy? Tao thích quýnh. Vô chi. Không có được thích quýnh. Quýnh là sợ lắm. Trời ơi, tao sợ quá. Mày quýnh tao đi. Quýnh đi. Quýnh nha. Rồi quýnh đi. Mạnh lên. Nè, Trọng. Dạ. Ba sẽ đánh con 3 cây cho con chừa nghe chưa Trọng? Dạ. Tội thứ nhất, đi chơi mà không xin phép. Thôi là nó hơi nhẹ đó. Tội thứ hai, dám lấy cắp tiền của mẹ mà đi chơi điện tử. Thôi nè. Ơ mấy mày về mày kêu ba mày tập tạ đi. Mạnh quá hả? Mạnh luôn á. Hết ra cho tao. Chừa nghe chưa Trọng? Thôi nè. Con ơi con có sao không con? Con ơi con có sao không con? Có sao không con? Làm cái gì vậy mày? Đi cái mày ra mày xa đích tao. Thì ba em quýnh em xong vậy lại xoa xoa. Quýnh cho đã rồi xoa. Tức quá. Bù đời luôn. Thôi mày ơi, mấy anh giang hồ nó không nói vậy đâu mày ơi. Tao nói thiệt, ba mày quýnh mày á là có 3 cây thôi mà tao nói nhẹ gần chết. Mấy giang hồ á nó quýnh nó đập mày từ trên đầu nó đập xuống á. Tao nè, bị quýnh nè, nó có gai nó xoa đít tao không? Nó đứng nó cười nó lấy hết tiền của tao luôn á. Chưa đó mày đặt giận dỗi bỏ đi. Anh ơi. Cái gì? Anh giúp em đi dắt em về nhà được không? Mày chỉ đường đi tao dắt về cho. Bây giờ nhà em là bước ra khỏi cửa nè, là có cái cột điện. Có cái cột điện. Đúng rồi, sau đó có con đường băng ngang qua. Nhà nào cũng vậy hết. Đúng rồi, là hàng xóm. Rồi có xe chạy qua lại nữa. Cái nào chi tiết hơn nữa tao mới dẫn mới về nhà được. Cái đặc điểm riêng á hả? Đặc điểm riêng. À, em nhớ rồi. Nhớ cái gì? Hôm bữa ngồi trước nhà, em thấy một chiếc xe chạy ngang màu hồng đẹp lắm. Biển số 1234, dễ nhớ lắm. Thôi được rồi, hiểu rồi. Dạ. Vậy có gì tao đi kiếm chiếc xe xong rồi tao mới kiếm được căn nhà của mày. Bớt điên đi. Đâu nhớ đâu. Trời sắp mưa rồi. Đi vô đây đi, chút xíu rồi dắt đi nha. Anh ơi, em đói bụng quá à. Đói bụng hả? Dạ đói. Ăn bánh mì không? Có pate không? Không. Có chả không? Không. Có thịt không? Không. Có ớt không? Có. Em không ăn ớt. Vậy mày hỏi chi? Bây giờ có bánh mì không mày ăn không? Mì không sao ăn. Mì có ăn không ăn tao ăn à? Ăn. Nè, tao cho mày nửa ổ, tao nửa ổ. Nửa ổ sao nó? Cho mày hết luôn á. Anh ơi, anh buồn ngủ quá, giờ làm sao? Thì ngủ đi. Anh ra chỗ ghế đá kia đi, cho em nằm đây được không? Nhà này sổ đỏ là của tao, nha. Mày không có đuổi tao đi được, ok? Vậy chứ nằm ở đâu? Ngồi trên đùi tao nè. Anh okay. Ơi. Vậy? Lạnh quá à. Anh tắt máy lạnh đi. Không nghỉ không đi. Ủa sao vậy anh? Má nó tưởng tượng ra được cái nhà là cái máy lạnh được hay thiệt á. Máy lạnh đâu ra tắt. Quên. Vô. Nằm đâu giờ? Nằm đây nè. Xích qua kia đi. Anh ơi, che em muốt rồi. Rồi đó. Dạ. Anh ơi. Anh. Hả? À. Ủa ba mẹ em á, có đi kiếm em không vậy? Tất nhiên rồi, ba mẹ phải kiếm mày chứ làm sao bỏ mày được. Dạ. Thôi ngủ đi. Anh ơi anh. Cái gì? Có khi nào ba mẹ em quên em giống như là mẹ anh bỏ quên anh không? Mày điên quá à. Mẹ tao mất trí nhớ mới quên tao. Còn ba mẹ mày á, chắc chắn á là sẽ nhớ mày kiếm mày, hiểu không? Dạ. Thôi dạ. Đi ngủ đi. Trọng ơi. Trọng ơi. Xíu ông đánh nó mò đi rồi. Nó
tôi sống làm sao rồi, đây? Rồi, tôi biết tôi có lỗi rồi. Hôm đó tôi nóng quá. Thôi, mình đi tìm con đi ba ơi. Cô ba tôi! Cô ba tôi! Cô ba này chồng con! Cô ba! Cô ba này là cô ba tôi! Nó chồng con cô ba tôi! Nó cao như vậy nè! Mẹ! 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 Con nè! Con xin lỗi con, bà chồng. Dạ, thôi đi về đi mẹ, con sợ quá. Đi về đi con. Người lạ luôn rồi. Đi về đi con. Về đi con. Dạ. Về đi con. Dạ, thôi đi về đi về mẹ. Nè, bố mày nè. Đi về vậy mẹ? Không ơi, đi về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Không. À. Đi về đi con. Dạ. Về đi con. Không nhưng mà. Đi về đi. Dạ, dạ, đi về đi mẹ. Dạ, mẹ, mẹ đừng có bỏ con nha mẹ. Làm sao mẹ bỏ con được? Dạ. Đó, mày tin tao chưa? Không có ba mẹ nào bỏ con cái hết. Chỉ có con cái mới bỏ ba mẹ thôi. Mày tin tao chưa? Mẹ ơi, sao mẹ bỏ quên con lâu vậy mẹ? Chương trình mua sắm trực tuyến của chúng tôi. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới một sản phẩm, đó là tủ lạnh LHMH. Tủ lạnh LHMH có diện tích có thể chứa được một người ở bên trong và với độ lạnh có thể sát ướp. Nhanh tay lên quý vị ơi, những vị khách đầu tiên mua tủ lạnh của chúng tôi sẽ được trải nghiệm ướp sát. Trải nghiệm ướp sát. Ủa xong chưa chị? Xong rồi em. Rồi chị xong rồi, chị mở tủ lạnh cho cái chị kia chứ ra đi chứ ngợp chết chổng giờ. Chị nào em? Cái chị trong đây nè. Trong đây hả? Dạ. Ủa? Nhà, nhà sao? Ủa? Ủa anh Đào Diễn ơi. Đừng giết em. Đừng giết em thôi. Cái gì vậy? Cô là ai? Em là BG. Không có BG nào mà mặc cái giả tay cô hết. Trời chị, 80 ngàn một tiếng đó cho tủ lạnh vậy lên đó. Vậy cứu chị em ơi. Cứu chị em ơi. Chị ơi, qua đó chị dây đi chị ơi. Ủa em ơi, cho chị lãnh tiền 80 ngàn ở đâu rồi em? Tiếp tục. Con quỷ cái nào bỏ tao vô tủ lạnh khóa lỡ luôn. Có 80 ngàn à mà con không trả nó thiệt luôn á. Bánh bèo, hồi nãy phải em đứng chung với anh trong này không? Ủa là anh đứng chung với em á hả? Chứ mày nghĩ ai? Anh đâu vậy rồi cô mà. Trời ơi. Nó ngon quá nó xỉu nữa nè. Mày. Mày xỉu hả mày? Tao mày trời, mày xỉu lớn hả? Trời ơi! Tao đang làm đạo diễn đứa nào? Tao đang lấy chai nước sâm vô tủ lạnh, đứa nào đẩy tao vô tủ lạnh? Bà này bà xô nè anh.
Nãy mới đập cái tủ lạnh như cái bụp. Đây là diễn viên chính trong phim của tôi. Con mẹ BC này đi đâu mà vô cái tủ lạnh người ta. Rồi đứng ở trong đó một mình tôi với bà ở trong. Rồi bà đâu có đứng yên, bà ăn khoai lang phải không? Đúng không? Trời ơi, tôi thấy cái mùi khoai lang. Rồi sang đó nói là 80 ngàn xong, đâu có đưa tiền trước cho em đâu, đưa em có 10 ngàn em mua khoai lang ăn dặn trong vòng đó. Là tại sao cô làm? Dạ. Em xin lỗi. Ôi trời ơi. Ai ơi. Quần chúng, hồi nãy quần chúng ở đây diễn chung với tụi em nè. Dạ em có lỗi, hồi nãy là cái tủ lạnh là em xô đạo diễn vô đó, nãy em tưởng ma thiệt. Dạ em xin lỗi, em có lỗi. Ủa mẹ trong nhà tụi ba kêu ra diễn chung hay sao vậy? Người quen anh ơi, người quen giới thiệu nhau. Mày làm gì chung với em? Trời ơi, rồi hai đứa nè, hả? Tại sao anh kêu diễn cái vai là Kiko này là cũng giới thiệu tủ lạnh. Để tại sao mướn con bánh bèo này vô đây làm gì? Idol con mắt nó chảy thấy ghê vậy. Sao tự nhiên muốn gì vậy? Em là diễn viên mà, em đâu có biết gì đâu. Thì tự nhiên bà chui vô thôi mà. Bây giờ anh đang thiếu một vai nam chánh, em diễn luôn. Dạ. Bây giờ sau khi giới thiệu bối cảnh là cô này là ma thật, cô vừa bước ra em xỉu và có một anh đến cứu em. Lúc đó hai người slow motion yêu nhau ngay đoạn đó. Và anh này cứu cô này thoát khỏi con ma. Bắt đầu. Camera ánh sáng, khói lửa, âm binh, âm thanh. Đi đâu vậy? À, chị bị hù xong rồi em mới ra cứu chị. Okay, giả bộ, okay. Đang nói rất là vui. Hân hoan lên. Nói và cô kia bước ra xỉu. Rồi em diễn cho đạo diễn. Hãy diễn đi cưng. Dạ, lần đầu tiên anh ấy hẹn mình đi chơi. Mà sao có cái tủ lạnh nó vô duyên hết sức vậy trời. Khát nước quá. Rồi, cô ấy mở cửa ra. Cô ấy lấy chai nước ra. Vô tình đi ngang, một chàng trai vô tình đi ngang. Ê, tao kêu chàng trai, tao đâu kêu cô gái đi ngang mày. Tao kêu chàng trai mà. Dạ, vậy làm lại hả đạo diễn? Mày ra mày còn búng hơn con này nữa ta. Mày cứu cái gì? Tại đạo diễn không chịu nói trước. Ê, chị đứng trong đây là chị lạnh lắm nha em. Mà thở. Dạ, chú ơi, mấy trong... chú. Chú ơi trời, không cảm em nữa. Thêm người nữa hả anh? Bà là ai? Dạ lao công trong cái nhà xác này. Mấy chú nói là mấy chú mướn tới 8 giờ mấy chú về. Mà giờ 12 mấy, tội nghiệp tôi quá, mai quay tiếp được mấy chú. Dạ, dạ tại cái nhà xác này tới giờ nó ta phải chuyển xác vô. Em tính đi, bây giờ phim của gia đình em mướn anh làm. Mà giờ đó em tính đi. Dạ. Chị thông cảm được không? Chị cho tụi em thêm mấy tiếng thì em trả thêm cho. Tội nghiệp tôi quá. Ủa sao xuất hiện nữa vậy? Ủa cái nhân vật này đâu ra nữa? Tôi bảo vệ ở đây. Dạ. Hết giờ rồi, hết mời giờ. Các anh chị đi ra ngoài. Mai mình quay lại quay. Ngày mai mình quay lại nha, rồi ngày mai lại mời các anh chị ra ngoài. Dạ. Giờ sao anh đạo diễn? Bây giờ em tính đi, thì nếu ngày mai thì cái lương của anh là khoảng 80.000 một ngày. 80.000 đô á. Ừ. Dạ, chuyện lương bổng là chuyện của các anh chị, vui lòng ra khỏi diễn khu vực này rồi giải anh quyết. Anh đạo diễn này làm ăn cướp mà 80.000 đô một ngày. Ừ. Cái lương dạ. Anh là lương Hollywood em. Dạ anh Quốc ơi, giờ ngày mai mình quay nha anh, tội nghiệp. Trời em. Trời ơi con nhỏ này đi đường nào ra vậy? Mày đang trong tủ lạnh mà. Nó nghe nè. Bây giờ giúp em nha. Bây trời giờ ơi. Các anh chị vui lòng trời đi ơi. Ra khỏi khu vực này. Khoan, tôi mời. Khoan. Nhỏ này đang trong tủ lạnh. Nó đi đường nào ra? Dạ không có đâu, đừng có nói không vậy. Cái tủ lạnh này là đoàn phim của mọi người đem tới. Dạ. Anh ra giờ mấy anh mấy chị về đi nè. Mời các anh chị đem tới. Xin chào mừng quý vị đến với cuộc thi Nét đẹp tiềm ẩn năm 2023. Ngay lúc này chào đón lên sân khấu top 5 vô cùng xuất sắc của chúng tôi, xin mời. Ngay lúc này đây sẽ là lúc vô cùng hồi hộp. Hai thí sinh được tôi déo tên lên sẽ là top 2 chung cuộc. Tôi xin déo tên đầu tiên. Chúc mừng thí sinh. Làm gì vậy bé? Dạ em lấy đà để em phóng lên top. Nhiều khi phóng là mình phải ngã 3-4 lần mình mới phóng lên được các bé. Vâng, tôi xin déo tên thí sinh Kim Đà. One slot for tonight. Còn duy nhất một chỗ ạ. Tôi xin được gọi tên thí sinh Tất Diệu Hà. Tôi sẽ phỏng vấn thí sinh Kim Đào.
Cảm xúc của bạn như thế nào khi tôi sướng tên bạn lên? Dạ em rất là sướng anh. Trời ơi, cảm ơn một cái màn mở vô cùng trừu tượng của em. Dạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng hỏi cảm xúc của thí sinh Tất Diệu Hằng. Em xin trả lời câu hỏi của anh. Cũng như thi sĩ Hồ Xuân Hương đã có câu: thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tai kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Dạ hết. Là cảm nghĩ cho em. Dạ, tại vì mẹ của em có dặn á, khi đi thi, ai có hỏi bất kỳ câu nào cứ trả lời bốn câu đó, người ta sẽ nhìn nhận mình là người có học thức đó anh. Ồ, vâng, thưa quý vị thân mến, ngoài tìm ra những nhan sắc vượt bậc mừng không? Thì ở bên trong và cái hãy chọn tưởng gớm nghĩ hai chị em mình vô đâu. Không, mấy đứa kia nó dở ơi, mình xuất sắc nhất thế này. Vâng thưa quý vị, và để tìm ra những cái nét đẹp đó thì chúng tôi phải có những... không chỉ một cái thái độ ở trên sân khấu mà cái thái độ ở ngoài đời, cái thái độ đó nó phải như thế nào chứ không phải nói lúc người khác đang nói. Tôi chỉ kêu em, tôi kêu nó chuyển chữ cho bộ. Ủa bộ kêu nói là nói hả? Ủa thì người ta lịch sự trả lời thôi chứ chị. Mình thi tiếp được chưa? Dạ được. Vâng thưa quý vị, để tìm ra những cái phẩm chất bên trong đó, nó chính là cái lý do mà chúng tôi sáng tạo ra một căn phòng mang tên U Là Trời, nét đẹp tiềm ẩn đây rồi. Ở trong căn phòng này thì chúng tôi sẽ đào sâu để xem ứng biến của các thí sinh của chúng tôi khi bước vào trong căn phòng này như thế nào. Hai thí sinh nào muốn đi trước ạ? Dạ em ạ. Kìa em. Ơ kìa em quên mất. Dạ em mời chị đi trước. Không, chị định nói là em bự hơn thì em đi trước đi. Nhưng mà chị già hơn em, chị đi trước đi. Em không được đẹp thì em đi trước chứ. Chị lùn hơn em thì chị đi trước đi. Em bệnh án nhiều hơn chị thì em đi trước đi cưng. Chị nói hay quá, chị không có tiền đóng tiền hụi. Con này này là cái người tràn hụi cho chị. Nguyên cái xóm bị giật hết, một mình chị không bị giật. Sao chị không cảm ơn tôi đi? Ủa là em đóng tiền hụi cho chị đó hả? Chứ ai? Ôi cảm ơn em nha. Thôi đừng có giận nữa. Dù gì thì hai chị em mình vẫn là tỷ muội cơ. Hai tỷ muội ơi. Dạ. Mình phân được ai đi trước chưa? Dạ, dạ rồi. Anh xin thông báo là hai đứa đi bằng nhau. Bởi vì chúng tôi có tới hai căn phòng lận thưa quý vị. Đây chính là căn phòng đầu tiên. Còn căn phòng của thí sinh Kim Đào. Dạ. Em đâm thẳng qua bên đường có quán hủ tiếu mực. Em hỏi chú bán hủ tiếu mực là em thi ở đâu chú sẽ dẫn ra. Dạ, cảm ơn anh. Rất hiệu hàng. Anh hy vọng là em có thể đạt được đến ngôi vị cao nhất. Dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn cho căn phòng U Là Trời, nét đẹp tiềm ẩn đây rồi. U Là Trời, con gái của ba đây rồi. Dạ, dạ ba. Khoan, tháo cái đôi cà khéo ra. Rồi. Kiểu này là về quê này mình phải mang mấy cái này thoải mái để mình còn phụ công chuyện nhà được đúng không ba? Đúng rồi. Ôi, ba ơi, con nhớ ba lắm luôn á ba. Ừ, ba cũng nhớ con lắm. Dạ. Tội nghiệp con gái tôi đi thì lo lắng không ăn uống gì. À, dạ. Ốm nhơm ốm nhách hà. U Là Trời, cái tướng vậy mà không chịu ốm. Ai mà nói chuyện duyên dáng dữ vậy ba? Bà con trong xóm mình đó con. À, trong xóm. Qua cảm ơn họ đi. Cái lúc con đi thi đó, họ qua đây nè, ủng hộ, xong rồi nhắn tin bình chọn cho con nữa. Có luôn hả ba? Có. Ờ, à, vậy thôi có sẵn anh chị em đông đủ đây rồi. Con cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian nhắn tin bình chọn cho con. Gái gái lại đây chị hỏi nè, có chồng con gì chưa? À, dạ. Hỏi khùng quá vậy, ai đâu mà cưới. Con gái tôi mới về mà, từ từ thôi, tội nghiệp đó. Bình tĩnh con ơi, bây giờ mình là hoa khôi rồi. Hoa khôi là không có buồn. Ai buồn á? Chứ con đâu có buồn. Cô chú chị đánh giá không chịu đi khám phá. Những người mặc như con vô cùng là đáng giá. Đừng có vội phán xét, hoa hậu này sáng giá. Còn cô chú nào mà không có thích vui lòng mà tránh ra. Chú cũng đừng có lo, đời con nhiều sóng gió. Sao? Sống thì mình phải chất, có gì mà đắn đo. Tự do thoải mái khi được là chính mình à. Nhìn kỹ cũng mặn mà, dễ thương dễ mến, lúc nào cũng vui tươi. Con nói chú nghe, ngồi cười người ta khác gì con đời ơi.
nói nghe quen với cái thằng nào về giàu dữ lắm. Thằng đó nó cho tiền làm cái bàn tiệc bữa nay nè. Ủa vậy hả? Rồi sẵn tay á, mua luôn cái danh hiệu của này nè. Ủa vậy là vô miệng mua. Không dạ. Con Thi á là bằng thực lực của con. Không có ai mà có tiền chống lưng cho con hết á. Đúng không ba? Không. Có ai chống lưng, con cuốn đi mấy ngày nay rồi. Ủa sao lúc này con thấy con có giá gì ta? Ba cũng bất ngờ nhưng mà là thiệt. Không đâu ba ơi, con khẳng định với ba nha, con Thi là bằng thực lực em. Em người yêu con đó. Cút. Làm gì vậy? Cái chuyện bình thường không được hả? Em ơi, tụi mình là người yêu của nhau mà. Đúng em đó. Mà chú ơi. Ủa ba, người yêu của con thiệt đó hả ba? Mày quen người yêu mày mà mày không nhớ. Quen nhau 5 năm rồi. Ủa 5 năm rồi hả ba? Dạ. Anh ơi. Đến đây. Em, nhờ cái không khí vui vẻ của gia đình ngày hôm nay á, anh thật sự là anh muốn hỏi một chuyện. Chừng nào tính từ mặt ba em? Ủa anh ơi, mình đang vui mà sao tự nhiên từ mặt ba em? Chuyện này mình bàn rồi mà sao em giống như là không biết gì hết trơn vậy? Mình bàn sao anh? Cái chuyện mà ba em chơi bời gây nợ đó. À ha, thì thiếu nợ mà. Ai mà không thiếu đúng không? Thì đâu có mức mà ba em mà thiếu nợ rồi phải từ mặt ba em vậy. Mà em có biết ba em thiếu nhiêu tiền không? Dạ nhiêu? 4 tỷ! Ba chơi cái gì đúng không? Ba... Hay là ba làm cái gì mà 4 tỷ hả ba? Muốn cái gì qua đây hỏi tao nè. Ba của mày mượn tiền tao cá độ đá banh. Hả? Đánh bài đánh bạc. Hả? Rượu chè gái gu. Là những thứ mà ổng không có chơi. Vậy chứ nói làm chi vậy? Vậy ba tôi thiếu 4 tỷ làm cái gì? Ổng chơi bắn cá. Ba, trời ba muốn bắn cá bao nhiêu bà hỏi đi con mua cá gì cho ba bắn. Ba bắn cá nhà hàng xóm rồi chi tới bắn nó 4 tỷ dữ vậy? Ba không có bắn cá bên ngoài, ba bắn cá trong cái máy á. Chính vì vậy mình đã bàn với nhau có hai phương án cho chuyện này, em nhớ chưa? Phương án thứ nhất, em sẽ giữ được danh hiệu Hoa Khôi và có anh Hoàng Khôi đứng ra trả nợ. Nhưng mà em phải cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với ba em. Phương án thứ hai, em có ba và một số nợ 4 tỷ. Em nói anh nghe thử coi giờ em làm gì ra 4 tỷ. Cứu ba đi con ơi, ba hết cách rồi. Ba xin con có hàng ơi. Có gì đâu, con dơm dễ tính mà. Ai cũng biết sẽ lựa như thế nào. Em chỉ cần đưa ra một quyết định cũng thôi là xong. Con đã đi con chưa cần đưa ra quyết định. Con không có gì. Tôi đã có quyết định của mình rồi. Ba, con cảm ơn ba vì đã yêu thương con và hãnh diện. Dù con là một đứa con gái mập mạp, đen đúa, một người phụ nữ có thân hình quá khổ như con, chưa bao giờ sự cố gắng của con được tất cả mọi người công nhận, và chưa bao giờ có một người nào yêu thương con đúng nghĩa. Vậy nên khó khăn lắm con mới bước qua khỏi rào cản mặc cảm để con tìm tới cuộc thi. Và khó khăn nhất là có một người đàn ông chịu chấp nhận con. Em cảm ơn anh vì đã yêu thương em, vì những điều anh làm cho em. Nhưng em xin trả lại hết. Em đang giỡn hay là em ngu thiệt vậy? Khúc này ai cũng biết phải lựa gì mà. Dễ tính quá mà. Hoa Khôi thì có nhiều lắm, nhưng mà ba thì chỉ có một thôi. Con sẽ ở lại với ba. Bà cảm ơn con. Theo dõi cái phần thi của em á, tôi cảm thấy rất là cảm động. Cảm ơn tất cả mọi người đã phù hỗ trợ phần thi này. Ngay lúc này xin mời quay trở lại sân khấu thí sinh Kim Đào và Nét Đẹp Tiềm Ẩn năm 2023. Xin chúc mừng thí sinh Kim Đào vì bạn đã là người đầu tiên được nắm tay tân hoa hậu Tất Diệu Hà. Mảng miếng hai của chúng tôi. Xin mời tân hoa khôi của chúng ta bước đi những bước đầu tiên với danh hiệu Nét Đẹp Tiềm Ẩn. Tôi xin gửi thông điệp tới những người phụ nữ có ngoại hình giống như tôi. Tôi làm được. Tất cả mọi người cũng sẽ làm được. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đã đến với rạp xiếc Cờ Hó.
quý vị, và hôm nay tôi xin tự tin hân hạnh giới thiệu, tôi chính là con chó. Và sau đây không để cho quý vị chờ đợi lâu, chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để đón chào sự xuất hiện của một loài động vật thông minh hơn cả tôi. Đó chính là con người. Là cái gì vậy? Dạ dạ. Con người mà đứng gì kỳ vậy? Dạ. Ủa con người hay con chó? Đứng đàng hoàng coi. Dạ em xin lỗi anh. Tiết mục đầu tiên là gì? Tiết mục đầu tiên là con người làm toán. Rồi, bây giờ tôi sẽ đặt ra một phép toán cho con người trả lời. Dạ. 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 2. Giỏi. Bây giờ tiếp tục. Dạ. 5 cộng 5 bằng mấy? Bằng 10. Giỏi. 10. Ủa sao vậy anh? 5 cộng 5 bằng 9. Tào lao. Gì 5 cộng 5 bằng 9 mà. Bây giờ để tính cho coi, đưa cái bàn tay lên. Giống tay cùi có gì? Không, cái này là tay chó. À, tay chó. Bây giờ mượn bàn tay người đi. Rồi. Rồi đếm. 1, 2, 3, 5. Có đánh rơi nhịp nào không? Dạ có. Đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5. Ngón này là bao nhiêu? Ngón thứ 5. Nhớ kỹ trong não mình là bao nhiêu? Ngón thứ 5. Đếm. 5, 6, 7, 8, 9. Bằng 9. Ôi. Anh chó ơi, thông minh quá anh chó ơi. Bởi vậy con người có bàn tay mà không biết vận dụng. Hay quá. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là dạy con từ thở còn thơ. Dạy người từ thở, bây giờ mới dạy rạp xiếc. Đúng không? Dạ đúng. Đúng nè, đúng, đúng. Ủa sao đánh em? Không, cái này là lỡ tay. À. Không, nhưng mà nói cho nghe. Bây giờ, nói nghe nè, ngoan đi. Bây giờ á, có phạt thì có thưởng. Bây giờ là tới giờ ăn. Tới giờ ăn rồi. Rồi. Đây, đứng liền, đứng đèn dạ, nè. Đây, đứng đèn, đèn thức ăn của tao. Ủa anh ơi, đồ ăn của chó thì làm sao con người ăn được anh? Ủa sao đồ ăn của con người mà con chó ăn được? Bây giờ ăn. 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 Không ăn nè, không ăn, đốt ăn mà không chịu ăn. Ủa sao anh đánh em vậy? Đốt ăn mà không chịu ăn, bây giờ ăn nè, ăn. 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 Ăn nè, ăn đồ ăn của con chó mà con người đòi ăn. Bây giờ ăn không? Ăn không? Ăn nè, ăn nè. Ăn. Ăn không? Hả? Không trả lời, không trả lời. Sao vậy? Hả? Sao đánh em? Không có ý kiến cũng đánh nữa hả? Mày đang ý kiến đó. Ý kiến nè, ý kiến. Anh khó quá, anh đánh em hoài. Rồi, bây giờ tiếp tục tiết mục tiếp theo đúng không? Dạ. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ đến tiết mục tiếp theo. Không bao giờ có ở những rạp xiếc, chỉ có trong phòng mà thôi. Đó chính là tiết mục Con Người Karaoke. Rồi, giới thiệu. Dạ thưa anh chó, à, thưa toàn thể quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Ừ. Sau khi em hát bài này thì anh chó sẽ không đánh em nữa. À, và quý vị sẽ trở nên yêu em hơn. Rồi. Đây là ca khúc mà chính em sáng tác khi người yêu em bỏ em. Bài gì? Em xin bắt đầu. Được. Tình yêu. Tình yêu. Tình yêu như chén mâm ruốc bên hiên nhà nàng. Tình yêu như chén mâm ruốc mùi hương thúi rầm. Mâm ruốc bài tầm lâm như mâm ruốc bài tầm lâm. Mà sao không hốt để cái chén mâm ruốc nó cứ bài thúi rầm. Mâm ruốc bài, mâm ruốc bài, mâm ruốc bài, mâm ruốc bài. Bài, bài, bài. Hát bài gì? Dạ tình yêu mắm ruốc. Biết mắm ruốc là có liên quan tới mắm tôm không? Hả? Mắm tôm là liên quan tới thịt của tao á. Bây giờ là sẽ huấn luyện cho mày một cái tiết mục mới. À, tiết mục mới đúng tiết không? Tiết mục mới. Dạ, dạ. Lấy cái vòng. Dạ, lấy cái vòng. Lấy cái vòng. Ủa mà anh ơi, cái vòng này sao nó lại có những cái cục này ở đây là sao vậy anh? Để trang trí cho nó đẹp thôi. À, trang trí đẹp đúng không? Rồi. Lắc đi. 2, 3, lắc. Khoan đã. Sao vậy? Bây giờ mình phải đốt lửa lên nó mới đẹp. Anh ơi. Anh ơi, cái này em chưa học mà anh. Vậy chứ hồi đó tao có học đâu mà mày bắt tao lắc. Khổ quá anh ơi. Đốt lên lửa nào.
Sao nữa? Ê, thả cửa thở cũng lửa này. Trời ơi, anh ơi. Rồi, chơi. 1, 2, 3, lắc nhát. Chơi rồi. Chơi đạp. Chơi. Chạy. Cậu ơi, mày đâu rồi cậu ơi? Cậu ơi. Cậu ơi, tao biết lỗi của mình rồi. Từ nay tao sẽ không đánh đập hành hạ mày nữa. Tao thương mày lắm. Mày mãi là bạn tốt của tao nha. Chó người, người chó. Anh Bi, anh Bi tới em mà không tập nữa. Trời, muốn giảm cân thì phải tập chứ. Quá sức chịu đựng của em rồi. Nè. Bây giờ tôi nói cho cô nghe, cô muốn giảm cân để làm cái gì? Đi làm hot girl. Làm cái gì nữa? Để được có hot boy và có siêu xe. Có hot girl nào mà mập như vậy không? Không. Thì phải tập. Tập đâu? Muốn thành hot girl thì phải tập, thấy chưa? Không, em không tập đâu. Em không cần tập vì đã có anh. Siêu xe và hó đất. Em gái, anh có siêu xe nè. Anh tặng em chiếc siêu xe này. Em đi chơi với anh nha. Không. Sao vậy? Anh mập quá. Xấu mà còn đòi hỏi. Được. Em muốn đẹp trai chứ gì. Anh có phép mà. Anh sẽ biến ra một người đẹp trai cho em. Em gái à, em đi chơi với anh chứ? Dạ đi. Hết đói mất rồi, chỉ còn xúc xích thôi. Đi chơi với xúc xích nha. Dạ đi. Đi anh ơi. Ôi, quẹo đây. Quá. Siêu xe của anh mà quá. Quá ơi, quá. Thôi, trời đất ơi, cái khu tập thể của người ta mà cũng ngủ giữa thanh thiên bạch nhật vậy được nữa à? Mơ gì nữa vậy? Hả? Siêu xe. Siêu xe nè. Đó, siêu xe. Có một chiếc xe kiếm cơ mà lúc nào đụng vô cái hư à. Ai muốn vậy đâu. Thấy chưa? Xui mà nó xui vô chỗ ăn, chỗ ngồi luôn hả? Thì già cả rồi, chạy xe ôm ế quá, giờ không có tiền sao sửa xe ba. Thôi được rồi, để tôi kêu thằng bạn tôi nó sửa cho. Nó sửa chùa nhưng có tiền phải trả lại cho nó. Ai vậy? Anh Đầu Quang. Thằng này tôi nhớ tôi nằm ở việc gặp giấc mơ thấy nó mà không ta. Bậy bạ, đây chính là Dr. Biker. Anh, hành nghề đi anh. Trời, ông đo nhiệt kế luôn kìa. Sốt rồi nha. Mấy độ anh? 60 độ. Trời ơi. Đúng rồi, mới chạy xe về mà. Tim đập yếu. Đúng rồi, lâu rồi anh chưa đổ xăng. Để tôi bóp mạnh. Có rồi. Có gì anh? Có thai rồi. Cái gì? Không, ý tôi nói là có hư. Có hư hả? Ừ, phải thai nha. Thai hả? Ủa mà thai nhiêu tiền? 20 triệu. Anh nghe nhiêu tiền? 2 triệu.
rồi sửa chi ba, mua xe mới luôn cho rồi. Giờ có thai không? Ờ, có cái chén cơm mà ở thai. Ừ, cứ yên tâm để tôi. Anh anh gì vậy? Chắc chưa? Dạ chắc. Khoan đã bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân như thế nào rồi? Tình trạng của bệnh nhân thì phải mổ, nhưng mà sống được hay không thì phải do ý trời. Nè, tôi dặn nha, lần sau phải để dành tiền cho những cái tình huống như vậy chứ. Chạy xe ôm gì mà ẩu tả vậy? Ai nói trong tao có tiền? Ủa? Có tiền mà chẳng qua để dành không sửa xe thôi. Dạ. Không biết để dành tiền làm gì không? Chị, mua quà, chiều nay sinh nhật bà Hoa nè. Hả? Cái gì? Chiều nay sinh nhật bà Hoa hả? Ê, cái gì? Giúp tôi suy nghĩ coi chiều nay tặng bà cái gì. Rồi, từ từ để tính nha. À, tặng bà kim chỉ đi, tặng bà mai. Thôi, bà không thích mai đồ, bà thích ăn à. Vậy tặng bà kim chi. Trời ơi, không tặng kim chi, tự nhiên ăn vô sốt bao tử lắm. Vậy bây giờ mà con gái tặng cái gì mà vô là nó phê liền ta. Đừng có kim chi. Kim chích. Để sao tặng kim chích bà? Vậy thôi, nếu mà khó tặng quá cái gì cho bất ngờ đó. Nếu mà khó quá dẫn bà qua gặp chú Kim Tử Long đi. Tào lao. Thôi bình tĩnh. Cái gì? Bây giờ có nhiêu tiền mà đòi mua quà tặng gái nè? 50. Trời đất ơi, có 50 ngàn thôi đó hả? 50 ngàn ở đâu có đắp đổi gì được. Bây giờ phải tính cách nào. Khoan đã, tôi đã có cách. Lạ sao? Tôi muốn tẹo tay luôn, không hiểu hả? Không hiểu, nãy giờ có hình không có tiếng. Ý tôi là tụi mình sẽ cướp ngân hàng. Thôi bỏ đi. Tôi cũng nghĩ vậy. Được rồi, nghĩ sao già cả một cướp ngân hàng vậy ba? Có cái nào mà không ở tù phạm pháp đâu không? Tôi còn một cách. Cách gì? Bây giờ mình đánh đề đi. Đánh đề hả? Ừ. Đánh đề ở tù đó ba. Ở tù cái gì mà ở tù? Đánh đề cái bộ giết người sao ở tù? Trời mặt kìa. Mà làm cái gì mà ghê dữ vậy? Có biết đánh đề không mà đòi đánh đề? Không. Con chó số mấy? 11. Dê nhiêu? 35. Bướm nhiêu? 19. Còn ở tù nhiêu? 3 năm. Cái gì vậy ba? Trời đất ơi, cái gì mà trùng tao ở tù vậy? Nghĩ sao đánh đề? Bây giờ tôi với ông không có thằng nào biết đánh đề hết trơn. Đánh là lỡ thua mất 50 ngàn tôi sao? Không sao. Bây giờ không biết đánh đề, nhưng tôi biết một người. Người đó có thể giúp cho mình đánh đề. Đánh đầu thắng đó. Ai? Thần đề. Hỡi thần đề, hãy về đây. Cao xanh hỡi hãy chứng minh lời của chúng con. Giúp chúng con xin người hãy một không là chết con người ơi. Thôi trời ơi, thần đề sao cái gì ba ký sinh hả? Tào lao, cái đó là người ta đang bấm. Đó, mày, tao bị sốc dòng. Hey, anh vô trời. Thằng đê, giúp con. Cái gì vậy? Bốn cái dầm bay con mắt rồi. Tào lao mày, cái dầm còn ở đây nè. Trời ơi, vậy là ông lấy dầm tiếp hả? Không, tao đang bấm đề. Còn cái dầm sao? Bấm quá nó lúc tôi trong luôn rồi. Trời ơi. Nhưng mà trong hai con, ai là người kêu tao lên đây? Dạ con. Con đã nằm mơ thấy gì rồi? Nằm qua hả? Đúng, mơ thấy gì? Rồi. Mơ thấy cái gì? Giấc mơ tuyết trắng. Ê! Trong giấc mơ đó, con thấy ai? Lương Mạnh Hải. Thấy ai? Ca sĩ Thủy Tiên.
Ai nữa? Siêu mẫu Anh Thư. Sao con thấy toàn nghệ sĩ không vậy? Đêm qua thức trắng coi phim mà. Bấm không có đây bố. Ê, bó rồi, bó rồi, bó số rồi. Số 10 nha. Số 10 đúng rồi, hôm qua con tới tập 10 mới ngủ. Đó, đêm qua con nằm mơ thấy gì? Dạ, đêm qua con nằm mơ. Thấy cái gì? Dạ, thấy nhột. Vậy là trong hai con không ai nằm mơ thấy gì hết hả? Dạ. Dạ. Thì sao có số đánh đây? Trời ơi, giúp con đi thầy. Không sao, ta đã có cách. Ăn cái này đi. Con ăn vô đi, rồi con sẽ nằm mơ. Con thấy được con số mà con muốn. Ăn đi con, ăn đi. Có giấc mơ nào êm đềm khẽ lướt qua làn môi. Và xin chúc mừng phần thi trình diễn của nhóm Khủng Long Tí Hon. Và đồng nghĩa với việc bốn nhóm đã thi xong. Và trên tay anh Tú đang cầm kết quả chung cuộc. Ba nhóm nhận được số điểm 10 đến từ ban giám khảo. Và một nhóm nhận được số điểm 5 vì diễn quá nhạt nhẽo và không có gì thú vị. Và người nhận được số điểm 5 sẽ buộc lòng phải rời khỏi chương trình. Và đó chính là nhóm Khủng Long Tí Hon, đội trưởng Quốc Khánh. Anh ơi, em mới thi có nửa vòng một mà sao em rớt vậy anh? Ráng năm sau đăng ký lại nghe em. Dạ, xin trời ơi, những gương mặt này nè. Chị Nam Thư, chị Kiều Oanh, chị Buka, trò nhạc này sao quen quá vậy, em rớt nữa rồi hả? Trời ơi, không được đâu, tôi không rớt nữa, trời ơi, tôi không rớt nữa đâu. Nè, chú gì vậy, tỉnh lại. Sao, số mấy, thấy cái gì? Không thấy gì hết. Trời ơi, thấy cái gì phải nói mới ra số chứ. Không thấy gì đâu, không dám nói. Sao vậy? Tôi mà nói ông không có can đảm đứng ở đây đâu. Trời ơi, thôi bây giờ vậy đi, nó không mơ được, để con mơ cho. Có giấc mơ nào êm đềm khẽ lướt qua làn môi. Mình đang ở đâu đây? Trong đầu mình hình như không nhớ gì cả. Khôi à? Khánh. Khánh. À, hình như ngày mai là ngày Khánh cưới vợ đúng không? Dạ. Thật là trùng hợp, mai cũng là ngày Khôi đi du học nước ngoài rồi. Không biết khi nào mình mới gặp lại nhau. Khôi chúc Khánh hạnh phúc bên người mà Khánh yêu thương nha. Chào Khánh. Khánh thương Khôi. Cuộc sống nơi đây nào biết trước định mệnh, mà có mấy ai tự đổi thay đời. Khánh ơi đi, Khánh nói đi, Khánh thương Khôi vì cái gì? Bởi vì ánh mắt của Khôi đã làm đốt cháy trái tim của Khánh. Ý Khánh nói là cái ánh mắt này á hả? Đừng làm như vậy nữa Khánh. Nhưng mà Khôi đã mua vé máy bay rồi. Vậy thì xé vé máy bay đi. Còn vé tàu nữa. Xé vé tàu luôn. Khánh có giỏi, Khánh xé luôn cái này đi. Xé hết. Khánh ơi, Khánh mới xé sổ đỏ nhà Khánh đó. Khánh ơi, tôi không chứa chấp Khánh nữa. Khánh đi bụi đi. Khôi à, Khánh không cần gì cả, Khánh chỉ cần Khôi thôi. Vậy còn vợ Khánh thì sao? Khánh, đừng làm vậy. Mặc dù Khôi thích nhưng mà đừng làm Khánh vậy. Yêu Khôi. Cái gì vậy ba? Gì bóp cổ gì ba? Làm mơ cái gì vậy? Ờ, không, cái này không nói được đâu. Sao không nói được? Không. Là mấy vậy? Cái này là ước nguyện thầm kín. Cái gì? Ý là một cái giấc mơ vô nghĩa nhưng mà giá như nó là sự thật. Cái gì? Không có, ý là nó không có số gì hết, không có mơ mộng gì được cái này đâu. Trời ơi, không ai nằm mơ thấy số gì ta. Sao mà thấy số được? Vì ta đã bỏ nghề thầy đề lâu rồi. Trời ơi, tại sao vậy? Bị gì mới đi cải tạo về. Rồi giờ ba làm nghề gì? Bây giờ ta làm cái nghề chân chính hơn rồi. Nghề gì? Thầy bói. Trời đất ơi. Trời ơi, thầy bói là cô nội của thầy đề đó. Ủa bây giờ ông làm thầy bói làm đâu giúp tụi tôi bằng đề đâu. Đi về đi. Nhưng mà ta biết,
ta biết con đang yêu một người tên Hoa đúng không? Sao biết hay vậy? Ta là thầy bói, ta không có coi đại trà đâu. Nhưng mà ta còn biết nữa, kiếp trước còn mắc nợ cô ta. Có mắc nợ hả? Đúng. Nếu như con muốn biết kiếp trước con mắc nợ cái gì thì ăn cái này đi. Con sẽ nằm mơ và thấy về tiền kiếp kiếp trước của con, rồi con sẽ rõ. Quản lý sao rồi? Dạ chưa. Chuẩn bị xong chưa? Đã sạch sẽ. Ê ê ê, tao thấy còn dơ quá trời kìa. Trời ơi, dọn dẹp các bạn lại. Vô vô vô, để con chùi cho. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với sòng bạc Aka. Thưa mọi người, ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến một trận tranh tài có 1-0-2 ở bến Thượng Hải. Đó là trận so tài giữa hai ông trùm lớn nhất bến Thượng Hải. Dành một tràng pháo tay thật lớn cho ông Tô Nước Leo. Dạ. Và sau đây dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho ông Ali. Dân, nội quy của sòng bài là khi vào đây chúng ta không được mang bất kỳ một loại vũ khí nào cả. Cho nên hai bên có vũ khí giao nộp ra giùm tôi. Được. Tôi đưa ra tô nước lèo chứ. Khá lắm. Tôi đưa ra có mì. Tôi đưa có mì. Tôi đưa trái ớt. Ông đưa trái ớt thì tôi đưa miếng hành. Thôi mày, mày đánh lộn chứ bộ đi ăn lẩu thập cẩm hả? Dẹp. Vâng. Và bây giờ chúng ta, trước khi tiến đến phần tranh đấu, tôi muốn hai người ký vào tờ cam kết sau đây. Được. Không cần ký đâu. Tờ cam kết chữ ký có thể giả được, nhưng mà vân tay và máu thì không bao giờ giả được. Cắt máu rồi ịn vô đi. Không được. Chị tôi sợ chảy máu lắm. Có sợ thì cũng là luật giang hồ. Làm đi. Giả giả. Giả giả. Giang hồ mà sợ cắt máu à? Chà, đừng có ép ta mà. Buông ra. Hey, buông ra đi mà. Chà chà. Chà, đừng ép mà. Đừng mà. Chà. 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 Ta cắt đây. Chà. Chà. Không phải tay tôi. Không phải tay tôi. Không phải tay tôi. Vậy tay ai? Tay ta. Đâu ra vậy bà? Đang lau cái sàn, lau lên cái bàn đứt cái tay. Trời ơi. Đi vô bệnh viện. Ơi, không kịp nữa rồi. Tại sao? Ta bị bệnh máu khó đông. Giờ sao? Có cái thùng đá không? Vô trong kiếm. Ừ, thi triển. Thôi, xe điện đụng hả? Đẹp nó vô. Hey. Hey. Máu khó đông còn động cho nó chảy. Bây giờ tôi xin công bố thể lệ thi đấu như sau. Chúng ta có 3 vòng thi. Vòng đầu tiên đó chính là đấu bài. Giang hồ không đánh bài, giang hồ chỉ có quýnh lộn mà thôi. Muốn đánh lộn thì có đánh lộn. Thưa mọi người, đánh lộn chúng ta có rất nhiều loại đánh. Đánh có vũ khí, đánh không có vũ khí, đánh có vũ trang, đánh có hóa trang, đánh phân nền, đánh, đánh bồi, đánh. Thưa mọi người, ý tôi là chúng ta có rất nhiều loại đánh nhưng chỉ có 2 loại đánh chính, đánh có vũ khí và không có vũ khí. Mọi người muốn đánh theo cách nào? Giang hồ với nhau thì đánh có vũ khí cho nó máu. Chắc chắn là như vậy rồi. Được, nếu như vậy bây giờ tôi hô khẩu lệnh hai người xử nhau nha. 1 2 thanh toán. Có em. Hey, tính tiền nè anh. Ủa, tao đâu kêu tính tiền. Trời ơi, anh kêu thanh toán là tính tiền đó thầy. Tào lao, tao kêu thanh toán là đánh lộn. Trời, anh có ăn học mà, mình phải nói cái từ cho sang chứ. Nói gì? Quất. Quất. Khoan đã. Em gái đứng lại.
trước khi mày chết, tao mời mày một ly nước. Ha! Mày mời thì tao uống thôi nè con bé. Lấy cho anh một ly kem sữa hột gà. Nhớ nha, kem thì lấy kem Valentine, đừng lấy kem vani. Còn sữa lấy sữa bà thọ, không lấy sữa ông thọ. Còn hột gà lấy hột xoàn, đừng lấy hột gà nha. Qua đây! Bào lao ai bán cái mấy thứ đó? Ông này sao anh? Qua đây anh kêu món khác nè cưng. Lấy anh ly trà gừng. Nghe chưa, đơn giản trà gừng. Nên nhớ, trà là trà hoa nữ, gừng là gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau. Trời! Ôi dẹp luôn, dẹp luôn. Đâu luôn á, thôi được rồi, tụi nó rắc rối quá. Em ra đây, một ca trà đá cắm 10 gấm hút. Dạ. Điều lệnh của tôi, hai người sẽ cho tay vào thùng và bốc. Được, được chưa? Mày bốc được chưa? Đã bốc được rồi. Được. Lên. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ. Cái gì vậy ba? Cái gì vậy? Hả? Gì vậy? Tự nhiên mày nắm tay tao, mày mê tao phải không mày? Mày mê nha, mày kiếm chuyện nha. Mày kiếm chuyện nha. Giờ với mày. Bây giờ có đấu nữa hay không? Đấu. Lỡ rồi thì bốc lại. Lần này cẩn thận hơn nghe chưa? Mày bốc trước đi cho khỏi lộn. Tao bốc được rồi. Tao bốc được rồi. Được. Lên. Cái cuối con đường đến cứ tìm đường đời. Cái gì vậy ba? Ở đâu ra nữa vậy hả? Hả? Tao đang ngâm đá, mày cứ nào lôi tao ra vậy? Hả? Thùng đá hả? Ừ. Mắc mới gì mày ngâm đá, rồi mày ngâm một ngón tay, thì mày ngâm nguyên người làm gì? Tao ngâm nguyên người, tao trừ hao mày. Biến. Ừ. Thi triển. Thôi được rồi. Lần kế tiếp để tránh xảy ra sự cố, từng người một bốc. Bốc trước đi. Rút. Hay. Làm gì tự nhiên rút quần tay vậy ba? Không biết, kéo ra cái quần. Quá tào lao luôn. Không cần cái thùng vũ khí này nữa, dẹp vô. Tốt, vậy là quê rồi. Bởi vì bây giờ tao đã có vũ khí. Hôm nay mày phải chết. Nè, không được vi phạm quy định của sông bay nha. Một khi ta đã cáo thì đừng có hỏi bố cháu là ai. Mày, mày phải chết thằng mập. Mày. Trời ơi, quá thương quá, chúng đạn có ai bị không vậy? Trời ơi, hên quá, tôi còn nguyên. Vậy ai trúng? Tôi trúng. Vì chính em còn ngày hôm qua. Không phải tao nha, không giết người, đứng lại, người đang bắt nó lại. Quân giết người, mày phải chết. Nè, mày phải chết. Mày phải chết. Vì chính em còn ngày hôm qua. Giết người, giết người. Bác sĩ, bác sĩ đâu? Chạy vô 501 kêu bác sĩ ngừng kéo xì dắt ra kéo bệnh nhân vô. Trời đất ơi, nguy hiểm quá, tôi phải lấy đạn ra thôi. Quân giết người. Trời ơi, mày giết bác sĩ rồi. Hai bản đó chứ không phải tôi, viên đạn trội mà sao nổ được, không tin nè. Gì mà kỳ vậy? Cô còn sống không? Hả? Yeah. Gì? Yeah. Hả? Yeah. Gì? Yeah. Cô ta cho... Ai cũng chết hết vậy? Trời đất ơi, cô ơi, tôi có lỗi với cô. Tại vì tôi mà cô phải ra nông nổi này. Tôi hứa với cô, nếu có kiếp sau, tôi sẽ yêu cô suốt đời. Tôi nhớ ra rồi. Hèn chi, kiếp này tôi yêu cô ta nhiều đến vậy. Và tình yêu đó sẽ theo cậu đến suốt đời. Tôi vẫn hạnh phúc vì điều đó. Ta đi đây,
ở đây hồi bán văn phòng tới mệt. Vé số chiều sổ đây. Trời, bà Khoa phải về rồi, bây giờ làm sao? Bây giờ sao, giúp tôi với. Giữ chân bà, tôi đi mua quà, cho ông tặng bà. Đi. Vé số đây. Qua. Tới liền. Đợi xíu anh ơi. Rồi, tôi bán anh này xong tới anh liền. Cha già này ở không ghê, bán cực có chết thì kêu vô đây làm gì, hú hét gì vậy? Kêu vô mua vé số. Trời ơi, nay không chạy xe ôm mà có tiền mua vé số tôi luôn. Trời ơi, mua mấy tờ? Giờ bà đi lại tôi mấy bước thì tôi mua cho bà mấy tờ. Thiệt không đó? Thiệt. Tôi bước thiệt nè. Một vé, hai vé, ba vé, bốn vé. Ai sợ ông tôi? Hết tiền rồi, đừng đi nữa. Mọi người xuống đây nghỉ mệt nha. Nằm vé nhà, hứa tôi nằm vé đó. Rồi đây chờ tôi chút xíu nha. Ai đi đâu vậy, nằm vé? Lấy tiền mua vé số. Trời ơi, lẹ nha. Ông Khách, ông này. Ủa, bà Khoa. Sao? Trời ơi, chúc mừng sinh nhật mày nha. Ủa sao biết vậy? Ông Khánh nói. Trời ơi, ông này bày vẽ không. Ước đi. Trời, chưa ước nữa thổi rồi. Ông ơi, có tuổi rồi, thực tế chút đi. Tôi bây giờ mong ngày nào bán hết vé số là mừng rồi. Hợp lý nha. Còn nếu mà dư giả được miếng góp mua chiếc xe để đi bán cho đỡ cực ông ơi. Happy birthday to you. Tặng bánh kem còn hát nữa. Tôi đâu có hát. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tiền ở đâu mua chiếc xe này? Bán chiếc xe ôm. Ông điên hả? Từ. Xe ôm là manh áo miếng cơm của ông mà. Cái ông này. Thì bây giờ già cả rồi, chạy được ngày nhiêu cuốc đâu. Tôi hỏi bà ngày bà nhập mấy tờ giấy số. Bởi vì nơi đây đã có anh. Em quá nha. Từng thấy một cái buổi casting nào mà từ sáng tới giờ này không có một người tới cast? Trời ơi. Trời ơi, cuối cùng có ai tới cast không vậy trời? Có em. Bị sao vậy? Thoát gì để lậu? Ủa? Chứ có thoát gì để gốc hả? Té ảnh hưởng thanh quản nói lộn được không? Thoát gì để nệm? Anh... Cái anh này... Anh... Anh ơi! Anh phải đạo diễn không? Anh là đạo diễn à? Trời đất ơi, cái gương mặt này. Ôi, một gương mặt thật thanh tú. Ôi, đôi mắt anh thật trìu mến. Ôi, một gương mặt thật phúc hậu. Anh ơi, em tin chắc rằng với gương mặt này, anh làm chương trình nào thắng chương trình đó, đúng không anh? Đúng vậy. Tôi là một đạo diễn tài ba,
Và với gương mặt này, tôi đã làm nên nhiều chương trình ăn khách. Và điển hình là buổi casting này, từ sáng tới giờ đã có 1.000 thí sinh tới cast. Wow. Khoan, để em. Thấy ghê chưa? Chỉ với một mũi dao nhỏ thôi mà em đã bắn con ruồi thành 8 khúc. Găm vô người ta nè ba. Cái này sự cố anh ơi, cái này là sự cố anh hiểu không? Anh nói nghe nè, nãy giờ em giỡn với anh thôi. À, em là thí sinh, em tới đây em casting. Bây giờ là em mắc diễn quá. Bây giờ là em đang có tâm lý. Rồi. Tâm lý em nó đang cuộn trào rồi. Rồi. Bây giờ anh cho em diễn liền đi. Rồi. Anh không cho em diễn nó tuột tâm lý là em chết đi tại chỗ. Rồi. Bây giờ tôi sẽ cho anh một tình huống. Dạ. Nghĩ là cũng đơn giản thôi. Anh đóng vai cho tôi. Vai gì? Một người cha. Em là một người cha già, cực khổ sống ở miền quê sông nước. Em đi lên thành phố và em ở trong nhà của con trai em. Dạ. Thì em bị con dâu em hàm quan nói là em ăn cắp đồ nhà nó. Trời đất ơi, em xử lý đi, giỏi hay dở là ở bản lĩnh của em đó. Em làm được. Cho em chuẩn bị nha. Rồi, chuẩn bị nha. Em chuẩn bị nha em ơi, em chuẩn bị nha. Chuẩn bị chưa? Dạ chuẩn rồi. Chuẩn bị. Giết. Sao hôm nay hai mắt đều giật, dự cảm có chuyện gì không lành. Cha ơi. Cha ơi. Cha ơi. Cha ơi. Cha ơi. Cha. Ủa cha, sao cha đi ngang như cua vậy cha? Đi ngang vậy mới quay hình được. Cha ơi, sao cha buồn vậy cha? Ủa cha, cha buồn cha đợi nhắc nữa hả? Con không nhắc là cha quên buồn luôn đó. Tâm lý cha dựng quá. Cha quan ức quá. Cha có muốn ngồi ghế kể. Lấy cho cha cái ghế, cha mỏi chân quá. Dạ. Cha bận đồ như cô dâu vậy. Ủa cha, cha mỏi chân mà sao cha đứng? Đứng dậy lấy hình nhiều hơn. Mục đích sống của cha chỉ là để được lấy hình thôi à. Con thương cha quá cha. Cha ơi, mà có chuyện gì vậy cha? Con vợ của bay. Dạ. Nó nói cha là ăn cắp đồ. Trời ơi, sao nó dám nói cha ăn cắp đồ? Mà cha ăn cắp cái gì mới được chứ? Cha có ăn cắp cái gì đâu, mà ngày nào nó cũng đi ra đi vô. Nó nói nó mất. Mất cái gì? Mất wifi. Trời, cha con hơi bất hiếu một cái cha. Trời đất ơi, anh làm gì vậy? Làm gì mà xàm xí dữ vậy? Mất gì không mất, mất wifi. Xúc động rớt nước mắt luôn nè. Trời đất ơi, anh kêu tôi xử lý theo tính cách của tôi. Tôi thấy nó mất cái wifi thì tôi nói tôi mất cái wifi chứ sao. Thôi được rồi, dẹp. Cái tình huống này nó xa lạ với anh quá, anh không có diễn được đâu. Bây giờ tôi cho tình huống kế tiếp nè. Anh sẽ dẫn bạn gái đi coi phim. Tưởng tượng dẫn bạn gái đi coi phim. Đúng vậy. Chị Dược Hương đi với em chị. Đi coi phim chị. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Cô chị dắt chị lên đi coi phim. Cái đó là chừng nào bị loại chị lên chị ôm chia tay đi về đó. Xui nè. Bây giờ nè anh, bây giờ là em cần có một người bạn nữ để hỗ trợ cho em, hiểu không? Rồi hiểu rồi, không? được rồi. Cút đâu? Chuẩn bị diễn phụ bạn nha. Đây nè, hồi nãy có quan sát hết mọi thứ rồi đúng không? Anh. Có ai phụ em không? Rồi, có rồi. Trời đất ơi, hay quá anh ơi. Anh ơi, đâu rồi? Đây nè. Giả gái nữa. Thầy Trung Nhân chửi nữa. Làm tốn bộ tóc giả Ngọc Trinh 1907. Không có cái hộp bàn để bỏ vô luôn. Nè, đem cái này vô luôn nè, cho trống sân khấu nè. Rồi anh ra đây em nói cho anh nghe. Chơi bản lĩnh luôn ha, Bản lĩnh luôn anh, tới luôn anh. Tới luôn. Nè bây giờ nè. Em nhỏ hơn anh. Em là em của anh. Nhưng bây giờ anh đóng vai bạn em. Anh đóng vai anh của em. Thì anh là em của em. Mà bây giờ em là em của anh. Nhưng mà anh là anh của em. Nhưng mà em là bỏ luôn đi, mệt quá. Cuối cùng cái máu mủ ruột thừa nó ra làm sao? Nói chung bây giờ nè, anh trong vai thằng em của em,
Rồi. Em làm anh ok. Rồi. Vậy okay. Là bây giờ thay vì dẫn bạn gái đi coi phim là dẫn em trai đi coi phim. Ok. Bây giờ mình thể hiện cái khí phách đàn ông cái nè. Yeah. Vô đây. Vô đây. Anh ơi, anh có sao không anh? Anh có sao không? Anh. Đừng. Tại sao em hổn như thế? Em xin lỗi. Em xô anh một cái ngã lộn mèo. Dạ dạ, để em nhẹ nhàng lại. Titanic. Em trai. Băng lạnh. Ủa băng nó đông lạnh lắm em à. Kéo anh lên, cái anh lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh quá vậy mình đi coi phim nha anh. Ok em. Dạ dạ. Em trai. Dạ. Em đợi anh lấy xe em chở em đi chơi nha. Dạ ok anh. Đợi anh nè. Ok anh. Không tin mới rớt xuống nước luôn hả trời. Em trai. Dạ sao anh? Có xe luôn. Ồ. Nè nhớ nè, nhớ nè. Ngồi nè, đàng hoàng nè, tử tế nè, hớn hở nè. Dạ. Đi nha, lên đường. Em ơi. Dạ. Em có thấy ngày hôm nay tình anh trai và em trai nó vui vẻ như thế nào không nà? À! Ủa trời dạ anh. Ôi em bị cái gì vậy? Dạ em hớn hở đó anh. Ôi em hớn hở như ai dựa em vậy? Anh kiểm tra coi trồng đen em còn thôi. Mày bớt xàm được không? Dạ. Bớt xàm được không? Dạ được. Bây giờ có muốn đi coi nữa không? Dạ muốn. Đổi vị trí đi. Mày lên mày chở tao nè. Mày là thằng em nha, nhớ anh nha. Hay. Chơi coi như là trong cái tâm lý là đi chơi nhưng mà giận nhau. Rồi. Tâm lý đó đi. Ê, mình đang đi xe đạp đó. Tao đi xe buýt. Thích thì chiêu. Lên đường. Bất chấp vậy. Bóng đen. Mày chạy cái lề đường sao mày không chạy, mày chạy xuống cái lòng đường làm cái gì vậy? Mày chạy mày tìm ai? Nè bớt đi. Bớt cái gì mà bớt, nghĩ sao cái dũng sình bự chà bá. Nó chạy nó không đến, nó chạy thẳng vô chúng bà già bán vé số tội nghiệp đứng bên kia đường. Nè dù gì thì cũng bớt đi. Còn chừa đường cho mình nhãn xanh nữa. Em xin lỗi chị. Chị chạy cho kịp giờ đầu thai nghe chị. Rắc. Cửa giãn xanh khép lại rồi. Bon. Dừng xe. Chuyện gì? Trời ơi, nhấn ba lần té muốn chết luôn. Đi em. Ôi trời ơi, em nhìn cái xa kìa em. Dạ sao anh? Sao thấy anh? Cái gì chưa? Dạ chưa. Lề đường kìa, ôi thông thoáng quá, cái bụng tam cấp đập sạch rồi. Dạ anh ơi. Ủa nhưng mà trước các nhà tại sao lại có cọng dây thừng treo xuống vậy anh? Trời, đu vô nhà đây em, bởi vì bật thềm giờ tới cổ sao đi vô. Ơi. I love you Singapore. I love Singapore. Đây là Sài Gòn. Tới Vĩnh Long. Xuống Vĩnh Long coi phim hả em? Ờ. Ôi đi xa dữ. Coi phim nha. Ủa làm gì vậy? Ăn bắp, ăn không? Ăn. Em làm gì vậy? Em ăn bắp. Con ăn bắp xào má ơi. Làm nãy giờ cả muốn chết không nói. Có ai ăn bắp trái mà ngồi múc lấy múc để không trời? Vô rạp ai ăn bắp xào? Tại sao người ta được ăn bắp rang mà tôi không được ăn bắp xào? Vậy sao không ăn bắp caramel, bắp phô mai mà ăn bắp xào? Tại tôi thích có hành, tôi ăn bắp xào được không? Mày muốn ăn bắp xào, tao xào cho mày ăn. Thôi. Mày bớt xàm được không? Mày nói ai xàm? Tao nói mày xàm. Tao nói mày xàm. Tao nói mày xàm. Tao nói mày. Hai đứa cũng xàm. Rồi họ mà. Coi phim nha. Trời ơi, thấy ghê quá. Trời ơi, nó sợ quá. Sao vậy anh? Sao vậy anh? Con zombie kìa, thấy ghê không? Con zombie kìa, thấy ghê không? Đi hoạt hình anh. Thì mình coi phim khác. Phim khác là phim gì? Kinh dị. Chuyện kể về một cô gái sống côi cút một mình. Cuộc sống cô đang yên lành thì bỗng dưng một ngày nọ, Mũ Di Ghé và hai cô con gái độc ác xuất hiện. Đúng ngày đi lễ hội, cô gái vui sướng trong chiếc đầm xinh đẹp. Thế là ba mẹ con ganh tị, liền lao vào hút cô gái tới tấp. Cô gái trùi lũi trong đau đớn. Và lúc đó, cô gái khóc thét lên. Đúng lúc ấy, bà tiên xuất
thiện. Điên hả? Cổ tích lọ lem ba. Xin hả đơ hả đè la. Nói gì vậy? Cổ tích lọ lem. Xin hả đơ hả đè la. Đố mày nói lần nữa đó. Nói nhiều quá nhạt ngu. Ồ. Nói nghe nè. Cái gì? Vô chị. Hồi nhỏ giờ nghe ba chuyện này sợ muốn chết. Hả? Mày mất nhận thức hả? Mày không có tuổi thơ hả? Tuổi thơ? Ôi, tuổi thơ là cái gì vậy nhỉ? Tuổi thơ là cái gì? Hãy để tao nuốt luôn tuổi thơ ở ngoài nè. Xàm quá luôn á. Đừng mà. Em không thích đâu. Đừng. Đừng nhìn em như vậy. Đừng. Đừng nhìn em như vậy. Đừng mà. Tôi nói rồi, tôi diễn bằng hết cái sức mình. Có bao nhiêu ga tôi chơi bấy nhiêu. Có bao nhiêu cái tâm tôi đẩy ra hết. Tâm hả? Tâm thần á. Ê, nè. Một lần nữa anh không được xúc phạm tôi nghe chưa. Bây giờ tôi không nhiều lời với anh nữa. Vĩnh biệt. Ê, anh thấy tao diễn được không? Được. Nói chung á là nãy giờ á, tao thử mày vậy tao thấy là mày cũng có khả năng á, mày làm được á. Cố gắng lên. Tại tao căng thẳng quá nên nó vậy. Mày căng thẳng cũng đúng thôi. Ai đi thi mà không căng thẳng. Nhưng mà quan trọng á là mình phải tin vô bản thân mình ha. Rồi mình phải nỗ lực hết sức, tâm huyết. Thì không có gì phải lo hết. Với lại mày lo gì? Mày có tao mà. Lo hả? Đi thi không lo sao được. Bây giờ có nhiêu chơi bấy nhiêu, chơi một trận ra trò. Được chưa? Mày nói thì cũng có lý á. Nhưng mà bởi vì quyền đậu hay rớt đâu phải do mày quyết định đâu. Chứ do ai quyết định? Mấy anh chị cô chú thương em, tháng cho em qua vòng này em cảm ơn. Xin điểm, dơ, rẻ tiền, dơ. Ai dơ, mày mới chửi ai dơ. Tao nói là mày muốn thành công, mày phải dẹp bỏ những cái tâm dơ bẩn của mày. Nhưng mà nè. Sao? Mày nghe tao hỏi nè. Sao? Vậy mày có hứa cùng tao chơi cái trận này hết mình không? Nhất trí. Yeah. Rất xin chúc mừng phần dự thi của thí sinh Hoàng Phúc. Cho con hỏi là lý do vì sao mà nghệ sĩ Trung Dân đứng lên ạ? Các bạn rất là thông minh, nhạy, tích tắc. Các bạn sửa kịch bản mà tôi biết trong cái tiểu phẩm này các bạn biến tấu nhiều khúc, các bạn tự cương. Tôi mắc cười ở cái chỗ là khi mà cái tàu Titanic nó chìm rồi thì cuối cùng em là John, em quá thông minh đi. Quá thông minh. Anh Jack, em John nè, anh Jack. Anh đi. Chị Rose chết rồi. Cái độ lầy của em nó cũng rất là nhiều ha. Giải thích nữa. Vô tình chúng ta đã có được những cái tình huống hết sức là thú vị. Từ cái người xem tới các bạn diễn và các bạn làm ra cái tiếng cười. Diễn sống rồi, bây giờ các bạn có thích cái trường đoạn nãy các bạn diễn không? Dạ thích. Đó là một cái sự sáng tạo, sự thăng hoa của những người nghệ sĩ. Tôi bây giờ tôi không nói nhiều. Tiểu phẩm này tôi kết và tôi sẽ cho điểm ngon lành. Vậy thôi. Cảm ơn chú nghệ sĩ Trung Dân. Em choàng cái khăn màu hồng lên thì chị cứ quay qua chị hỏi lập liền là có phải anh Dân nói là không có cho giả gái thì không cho giả mẹ thì đổi là thành ba đúng không? Thì lập nói đúng, chị nói chết nhỏ rồi, không biết là kịp cho em không. Nhưng mà sau khi chị thấy em đóng nam cũng rất là hay mà. Đóng nam hay lắm, lúc mà em rung em đi ngang đó. Tới cái lúc mà cái Titanic cái tàu nó bể, chị đã nói với lập là chị cắt nha, còn dài không và chị sẽ cho em vào vòng sau. Vì người diễn viên giỏi nhất là cái gì? Giỏi nhất là ứng biến trên sân khấu. Và khi có tình huống gì xảy ra, mình cũng phải hoàn thành hết. Kể cả có chuyện hung tinh xảy ra đối với mình, vẫn phải hoàn thành đêm diễn đó một cách hoàn hảo nhất cho tất cả các bạn diễn. Thì em đã quá tròn để ứng biến sau những cái khó khăn của ban giám khảo bắt. Và chị Vinh Dân đồng lòng đưa em vào vòng sau. Anh và anh Tiên rất bất ngờ với em. Chẳng những em là một ẩn số chương trình này, chẳng những là đáng gồm cho các bạn trong bản này mà đáng gồm luôn cho các bạn trong bản A. Bữa giờ là tập suốt luôn á. Anh thấy em cứ đứng một góc, cứ tập suốt hoài à. Mà thấy hay là rất là thấy thương. Khi mà em diễn những cái thích ứng của em, anh nói thiệt, nó rất là hay. Thật sự trong cái diễn xuất em nó nhiều màu lắm. Vậy anh hy vọng vô vòng sau phải diễn một cái màu khác màu này nữa. Trong cái tiểu phẩm này anh mới thấy được một điều rằng là những cái gì mà em đã cố gắng gò mình vào trong đó nó lại không hiệu quả bằng cách em thích ứng và em từ những cái phản xạ đó thì cái duyên dáng tự nhiên nó ra. Chị nghĩ hồi nãy á là nó bị áp lực, bây giờ tự nhiên không cho giả gái nữa, chạy ra đằng sau, em chạy ra đằng sau em kêu đừng nữa, chuyển qua nam. Đúng rồi. Và lúc đó tâm lý của em được không được làm thôi, làm hết mình,
em làm đại đi, thành ra lại đúng đúng không em? Không, Hương nói trước trước khi ra là không, em không Hương nói gì không đúng, cái này nó nói không đúng phải kìa. Là ăn mai, không phải là ăn mai. Ăn cái mai này đó. Nó có một cái tư duy, nó thích ứng ngay chỗ đó, mình dạ, phải công rồi. Nhận cái tài của nó ngay chỗ này. Không, dạ. Nhưng ý chị nói là cái đó không phải sắp xếp của em, làm cho hết mình được không được, rớt cũng được. Cái hết mình là tên tiểu phẩm này luôn đó chị. Ủa vậy đó, hả? Em với lại Phúc tự suy nghĩ ra đặt tên tiểu phẩm này là hết mình, cứ làm hết mình. Cái này không có gì để mất hết. Và hy vọng rằng là em sẽ giữ mãi cái nét thích ứng này, cái sự thông minh, cái sự nhạy bén này để có thể tận dụng những tiểu phẩm sau và làm cho nó xuất sắc hơn. Cái tiểu phẩm này đề cái chữ hết mình bình thường nó phải có cái dấu chấm than nữa. Hiểu chưa? Cảm ơn. Khi quá thành người, chúng thường có nhan sắc mỹ miều. Sói bớt xịt khói. Các con ơi, ta đã tu luyện hàng ngàn năm ở đây, nhưng ta chưa thấy cái vũ đoàn nào múa nền mà làm lền bền luôn múa chính. Múa chính phải lính quýnh với cái dàn múa nền này. Nhưng nhờ các con múa hay, múa đẹp, tổ hợp đều mới che đi những động tác sơ sài và nghèo nàn của mẹ. Ôi trời ơi, mới ra mà sao có cái điềm gì nó không có lành lắm. Chẳng lẽ ngày hôm nay anh ấy không được nghĩ như vậy. Tiếng bể ly này chắc chắn là có người đột nhập vào lãnh địa của chúng ta. Các con đánh hơi. Mày ma. Dạ. Hồ ly chứ mấy chó mà đánh hơi tôi gớm gì. Bị lộn. Chẳng hay các con có đánh hơi giống mẹ hay không? Có. Hơi dài. Tất cả các con slogan giặt đến nhà hồ ly cũng đánh. Gan lắm, loài người hôm nay dám đến đây. Được, ta sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ. Các con. Dạ. Yeah. Đúng rồi bà nội. Là tôi đây. Hey. Tập trước nhắc tới ly na trà, lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ. Tập này đâm thắng lãnh hội. Bị loại bất ngờ. Hai tào lao. Hả? Mới vô chỗ anh rồi. Làm lại. Dạ. Yeah. Hey. Tập này lâm thắng lãnh hội tình huống bất ngờ. Hey. Chúng ta đã tới nơi rồi. Đến đâu? Động hồ ly. Hai. Tiêu diệt hồ ly. Giải cứu sư phụ. Cha. 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 Hai đệ à? Hả? Hai đệ đã bỏ rơi ta rồi đó. Sư huynh, cố lên. Bộ hoa siêu đẳng tiến thẳng vòng vòng. Sư huynh ơi, chúng ta chạy tới bao giờ? Cố lên hai đệ, gần tới rồi. Chừng nào mới được dừng lại? Nãy giờ có chạy đâu mà tới. Chị làm gì chi? Làm màu. Cái tàu ơi. Mệt cha. Chết luôn rồi. Cổ nhân có câu, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con kìa chứ. À, hai đệ làm gì vậy? Bắt cọp. Ta bớt mũi hai đệ bây giờ. À, ta bắt cọp hay bắt chó đâu. Tại sao lúc nào ta nói hai đệ cũng chỉ hiểu nghĩa đen không vậy? Bây giờ ngoài cái việc mà vào hang cọp bắt được cọp con, ta còn cách khác. Cách đó chính là dụ rắn ra khỏi hang. Chị bắt rắn hay bắt cọp? Bắt hồ ly. Hả? Bằng cách nào? Ta đã nghiên cứu rất kỹ các đặc tính của nó rồi. Hồ ly rất thích nghe nhạc, và đặc biệt là nhạc của Hồ Ngọc Hà. Trời ơi, trái đẹp mẹ ơi, trái đẹp. Gì vậy? Mày ma. Nhốt thú trong người mình lại. Dạ. Chẳng hay ba tráng sĩ trục dông tụi em ra đây có chuyện gì? Ta trục dông các ngươi ra đây là để bắt các ngươi chứ làm gì? Bắt bọn ta,
đúng. Ta thật không ngờ các ngươi định bắt bọn ta đúng không? Trời ơi, các ngươi có biết các ngươi làm như vậy thì tụi ta sẽ sướng lắm à. Các ngươi làm cái gì vậy? Dân hiến à? Tráng sĩ à, tụi em ở trong rừng mà tụi em không dám nói, sợ nói ra mọi người biết tụi em ế lâu năm. Thôi đủ rồi, ta không giỡn các ngươi nữa. Hôm nay ta đến đây, một là để thu phục các ngươi, hai là để cứu sư phụ của ta. Thu phục bọn em? Phải. Chẳng hay tráng sĩ có gì mà đòi thu phục tụi em? Tất nhiên, trước khi đến đây ta đã chuẩn bị một loại bùa, đó gọi là bùa tương tác. Em không sợ, em đã có Sa Long Bát để trả thù. Không sao rồi, chế đã chuẩn bị hết rồi mấy đứa ơi. Không bao giờ hả mà đấu lại chế đâu. Chẳng hay bùa tương tác của nhà ngươi có tác dụng gì? Bùa tương tác thì ta làm gì, ngươi làm đó. Em làm chó, chàng làm gì? Ngươi làm chó, ta làm thỏ. Em làm cỏ cho chàng ăn. Ta làm khăn cho nàng tắm. Em làm mắm cho chàng chưng. Ta làm lưng cho nàng gãi. Đừng sợ hãi mọi người ơi, em nói chơi cho vui đó. Mày im đi. Giờ mày muốn sao chơi hả mày? Chơi không? Chơi hả? Kệ mẹ. Mẹ. Đàn ông mẹ. Đừng đàn ông mẹ. Đừng đàn ông. Hey. Cởi ra. Chết đến tiếng tờ. Trời ơi, chẳng hay nhà ngươi đến đây rồi còn biện pháp gì để bắt ta không? Nếu như bùa tương tác không tác dụng với ngươi, vậy thì chúng ta sẽ đối đầu. Đối đầu? Được. Rết. Có két, có két, có két. Làm gì vậy? Mài dao. Gì vậy? Chắc nhau tào lao cái tụi tao. Giờ sao? Thôi mà mẹ. Mẹ, bây giờ sao? Nếu như bộ tương tác không tác dụng với ngươi, vậy thì ta sẽ dùng pháo thần công. Các con cẩn thận. Các đệ lập trận. Trời ơi đó. Các con. Mẹ ơi, bây giờ mẹ sao ơi? Các con hãy hợp lại, không sao đâu. Ơi, ngày hôm nay sao các anh biết sinh nhật của em mà đến đây tổ chức vui quá vậy? Thôi, đủ rồi. Các đệ làm gì vậy? Hả? Ta nói là đem pháo thần công, tự nhiên đem pháo bông như gì vậy? Pháo thần công nó chưa có ship kịp. Em mua đỡ pháo bông. Trời ơi, anh chết ta rồi. Không sao. Người ta có câu, thua keo này ta làm bày hầy keo khác. Rồi. À, không, ta bày keo khác. Lũ hồ ly này rất sợ tre trúc. Trời ơi, như vậy chúng ta sẽ bài trận trúc tre. Này hỡi hai em, Trúc Lam, Trúc Linh. Dạ. Giang trận. Trời ơi. Nãy giờ ta giỡn với ngươi cũng quá đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì vậy? Lật mặt. Hả? Tất cả các con tập trung, mi mắt mộng mị biến hình. Hả? Các đệ. Dạ. Đừng nhìn trực tiếp vào mắt của hắn. Dạ. Ôi! Chết rồi sư huynh. Đệ quên đeo mắt kính mát rồi. Hả? Đệ. Trời. Ôi mắt ấy qua thắm thiết ân tình, người ấy luôn luôn thầm nhớ. Có trời ơi,
Vậy là chính tay ta đã làm mất tất cả huynh đệ rồi sao? Nhà ngươi, ta làm sao? Ta thua. Ánh mắt ấy quá thắm thiết ân tình, người ơi bao đêm em luôn thầm nhớ. Lý muội à, Trang Sĩ, đôi của muội thật là xinh đẹp. Mẹ ơi, tại sao? Tại sao người đã tháo mắt kiến ra rồi mà ngươi vẫn không bị mê hoặc? Bởi vì ta đeo công tắc len. Trời ơi, người gan lắm. Các con, dạ, sức. Tiêu diệt tất cả mọi người. Mẹ, mũi dài lái kiệu đòn. Mẹ, ta sẽ thách đấu với người. Dài. Mẹ ơi, cẩn thận mẹ ơi. Cố lên mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Kim Việt ma xuất chiêu. Ôi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Thôi, dừng lại đi. Dừng lại đi mà. Dừng lại đi. Hình nhân, biến hình. Mẹ ơi, đừng mà, đừng mà. Các con, các con. Mẹ ơi, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi đi. Người không thả sư phụ ta ra thì ta giết toàn bộ các người hết. Đừng, đừng. Tình Lan, sư phụ, sư phụ, sư phụ, nghịch đồ. Sư phụ, nãy giờ đệ có nghịch gì đồ của sư phụ đâu. Trời đất ơi, ý của ta là các ngươi chính là những kẻ học trò hư hỏng đó. Nghĩa là sao hả sư phụ? Dạ nó đi. Hồ bụi, mụ có làm sao không? Hey, hey. Tình Lan, các con, hãy mau lại với mẹ đi. Lại đây với mẹ, lẹ lên, lại đây. Sư phụ, vậy nghĩa là sao? Là sao sư phụ? Các con đúng là những kẻ vô cùng hồ đồ, chưa tìm hiểu kỹ càng đã vội vàng tìm đến đây náo loạn đến như vậy. Các con có biết không, đây chính là những ân nhân đã cứu mạng sư phụ đó. Ân nhân? Đây là ân nhân của sư phụ à? Chính xác, đây chính là những vị ân nhân đã cứu mạng của ta. Cảm kích ơn cứu mạng này nên ta đã quyết định ở lại đây làm thợ hồ để xây sửa lại cái hang động của họ cho nó đẹp hơn chút xíu. Và cũng chính trong thời gian ở lại đây, ta đã nảy sinh tình cảm với Hồ Tiên muội muội. Sư phụ à, không thể nào được. Dù họ là ân nhân của sư phụ, nhưng với người và hồ ly thì không thể nào có tình yêu. Vạn lần không thể. Ta cấm các ngươi, ta cấm các ngươi gọi ta là hồ ly. Từ ngày mà ta gặp Tình Lan đây, ta bên này. Từ ngày gặp Tình Lan đây, ta đã thay đổi danh phận. Ta đã thay đổi tên, không còn là Hồ Ly nữa. Ta cũng đã đổi tên tất cả các con của ta rồi. Tên gì? Chẳng hạn như con bé ngoài bìa, mặt nó hơi đen, chính vì vậy ta đổi tên là Hồ Tràm. Còn con bé kế bên, mặt nó lúc nào cũng rũ rượi muộn phiền, chính vì vậy ta đặt tên là Hồ Than Thở. Còn con bé kế bên nữa, nó rất là nhanh nhẹn, lý lắc, chính vì vậy ta đã đặt tên là Hồ Con Rùa. Còn con bé này mê coi phim kiếm hiệp TVB, chính vì vậy ta đã đặt tên là Hồ Sơ Trinh Sát. Người thấy thú vị không? Còn ta luôn vì sức khỏe của cộng đồng
Chính vì vậy ta cũng đã đổi tên rồi. Hồ gì? Hồ bơi. Hả? Trời ơi, vậy là tụi bay đúng là cái lũ hồ đồ mà. Các người thôi đi, không được sư phụ à. Hồ bơi này sâu lắm, 5 mét lần đó. Ta không quan tâm. Nhưng mà nhiều người đã chết đuối trong đó rồi. Thêm đi. Đối với sư phụ bây giờ, tình yêu không còn phân biệt giống loài, không còn phân biệt môn phái, cũng không còn phân biệt tuổi tác. Chỉ cần hai trái tim hòa cùng nhịp đập, tìm đến với nhau là đã hạnh phúc rồi, có phải không muội muội? Đó gọi là tình yêu đó. Thôi, vai trò nhân vật chủ đề của ta đến đây đã hết, chúng ta đi thôi nào. Khoan đã, sư phụ. Gì nữa? Trong đây tụi con đã cực lực không ngại đường xa đến đây giải cứu sư phụ. Chủ đề ở đây phải là con. Vậy thì cái tình ở đây phải là tình thầy trò chứ? Không được, nó phải là tình yêu. Không phải là tình không, thầy nãy trò. Giờ suy nghĩ kỹ lắm phải rồi, tình yêu mới đó. Cái tình này là tình yêu. Thôi. Vậy cuối cùng ở đây là tình gì? Nhân gia hữu tình. Xin chúc mừng phần dự thi của thí sinh Lâm Thắng. Tao mồi thuốc, rồi tao mồi lộn nó phật lên một cái tao cháy như đuốc sống luôn vậy đó. Trời ơi, tao run quá mày ơi. Cái gì đây? Trời ơi, đi trốn zombie mà còn có thời gian đi trượt ba tiên giải trí nữa. Nó có hai chân, mình có hai chân, chạy sao mà lại phải gắn bánh xe vô chân giày để chạy cho nó lẹ, không nó cắn thấy mẹ làm sao. Trời ơi, còn cái gì đây? Pháo không vậy? Đây là vũ khí cuối cùng của tao. Lát nữa khi mà zombie tới đây, tao sẽ lấy thân mình lấp lỗ chân long. Vậy lâu 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 lấy thân mình lấp họng zombie. Hôm nay là trận cuối cùng rồi. Đúng rồi, hôm nay là trận cuối cùng rồi. Ta sẽ tiến về đồng bằng, ta quét sạch giặc thù. Tiểu đội ba của Tiên điểm danh. Một quá hai hết. Mày điên hả? Ba cô Tiên mà hai cô Tiên còn cô nữa đâu? Ba nè, kêu với kẹt rồi. Audio đây rồi, video tao đây ở đâu? Nè, cứu tao với. Trời hit rồi. Me, hit me. Cái gì trời vậy ơi, ông? Tao nè. Trời đất ơi. Đi chạy giặt mà. Tao sợ quá. Gì vậy? Ê, nói nghe nè. Hả? Để tao nói chuyện tụi bay xíu. Cái gì? Từ, nói nghe. Nói nghe. Thả tao ra. Cái gì? Trong mặt tao bị rối loạn tiền đình. Cái gì vậy? Để xe đi siêu thị hả ba? Y như dắt chó đi dạo ngoài công viên vậy đó. Mày im đi. Tao dẫn mày ra thì đỡ đó. Zombie mà nó dẫn mày ra một cái là cuộc đời mày khổ hơn con chó đó, mày biết không? Biết rồi. Đâu có gì vậy bà nội? Hả? Đi đâu mà quấn lá đầy đầu vậy? Làm bị... hàm hương hả? Không có, ngụy trang kiểu Long An. Ừ, bị gì? Sợ quá. Nghe mày nói là đi chân đi không được. Phải có bánh xe. Đúng rồi. Mày có ba tin. Người ta có dán trượt. Mới lấy cái xe về chưa có lấy bằng, không biết lái, nó xuống dốc đi luôn. Tới cái cây dừng lại dính chảnh luôn vậy đó. Trời ơi. Ê, bà khoan nữa, tự nhiên. Mắc cái mớ gì tự nhiên kéo tao ra đây? Ở nhà là tao núp ở dưới hầm rồi. Biểu tao ra đây cái chỗ này là cái chỗ nào thấy ghê quá vậy? Mày không biết ở đây là ở đâu sao? Nó đập nát cái chân rồi zombie nó vô nó làm nát cái chân, đâu có biết ở đâu đâu. Ở đây là đâu vậy? Đây chính là nhà của thầy mình. À, giáo sư tiến sĩ khoa học Ba Đu. Giáo sư Ba Đu. 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 Vi diệu thật. Tại sao cả ngôi nhà bị phá nát ở trên rồi còn cái hình còn nguyên si vậy?
một câu hỏi hay. Cảm ơn mày. Còn câu trả lời? Tao biết. Theo như tao phán đoán thì zombie nó phá banh chành ở đây khi mà nó gặp bức tranh của thầy mình. Nó tưởng là zombie chúa. Như vậy là tụi nó có kiên về đó. Nó có kiên về. Mày nhìn cái mặt này là biết cái thứ cô hồn cát đảng rồi. Âm binh nghiệp chướng rồi nó mới sợ. Như vậy là chúa tể zombie còn không biết hạ quỳ bi sa. Ra đây nó nghe nè. Cái gì? Có một vấn đề quan trọng. Sao? Bữa nay ngày mấy mày? 12 tháng 6. Chứ bữa nay không phải là 20 tháng 11 kia tôi tới đi tri ân thầy cô chi dòng cố nội. Thôi đi. Tao đang núp ở nhà mà. Mày nghĩ sao vậy? Sao? Tao đâu có thể nào làm những chuyện vớ da vớ vẩn vụn vặt như vậy được. Ngày hôm nay tao kêu tụi bay tới đây là có một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Không nói làm sao biết chuyện gì? Nói liền chuyện gì? Tao quên rồi. Mày điên hả? Kêu ra nói mà quên là nói cái gì? Tao nhớ rồi. Nhớ rồi. Ngày hôm nay chúng ta tới đây có một chuyện rất quan trọng. Chuyện này có thể liên quan đến sự sống của ba chúng ta, mà nó còn liên quan đến sự sống của toàn nhân loại. Mà quan trọng nó là cái chuyện gì cũng không hiểu lắm luôn. Có nghĩa là thầy mình đã phát minh ra một lọ thuốc, đó chính là thuốc khử zombie. Hay quá. Đúng rồi, đó là thuốc khử zombie. Ê, có chai lăn khử mùi sử dụng được không? Quá vậy. Mày bị diêm cánh toàn quốc biết rồi. Bây giờ là lúc nghiêm túc. Đùa giỡn cái gì? Tại sao đưa cái lăn khử mùi ra? Người ta đang nói về thuốc khử zombie. Thuốc khử zombie mày biết không? Cái chai đó có khử trùng được không? Tao khử mày luôn, mày tin không? Xin lỗi mày. Cái gì vậy, hai thằng ốc chó? Tác dụng nó là gì? Lại đây. Tác dụng của nó rất khủng khiếp. Khi mà chúng ta uống lọ thuốc zombie này vô, thế giới zombie sẽ như tàn hình trước mắt ta. Zombie sẽ không còn thấy chúng ta nữa. Trời ơi, hay quá. Zombie sẽ không còn thấy chúng ta nữa. Như vậy có nghĩa là dưới mắt zombie, cả ba chúng ta cứ như người vô hình. Hay quá. Quá hay. Thầy của chúng ta quả là cao kiến. Đúng trước rồi. Khi ổng chết, ổng cũng chế tạo ra một cái loại thuốc để giúp cho nhân loại. Đúng đó rồi. Là thuốc khử zombie. Ê, nhưng mà hỏi câu, tại sao ông không tự uống mà để ông có một cái chết thê thảm gì vậy? Quá. Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn mày. Còn câu trả lời? Tao không biết. Tao cũng không nghĩ là mày có đâu. Ê, hả? Vậy cái thuốc khử đó có thơm bằng chai lan khử mùi của tao không? Ê, có cách nào giết thằng này liền được không? Mày mình... Tại sao một cái phi vụ nghiêm trọng như vậy mà lại đưa một cái thằng xàm xí đú này vô đây hả? Tại sao tao vậy? Biết là mày khó chịu lắm. Nhưng mà cái phi vụ này không có nó không được. Tại sao không có nó không được? Tao tên gì? Mày tên Thành. Nó tên gì? Nó tên Công. Đó. Không có nó làm sao thành công. Cào kiện rất là thầm thủy đó nha. Ê, nhưng mà tại sao kéo tao theo làm chi vậy? Kéo tao theo là hư bột hư đường rồi. Ủa, mày bản thân tao mà. Không có mà, cái tên tao kỳ lắm. Thì đó. Tao tên Không. Không thành công. Thôi rã nhóm luôn đi. Cái gì mà. Thôi bỏ đi, bây giờ mình đừng có nói chuyện xàm nữa. Bây giờ mình quan trọng là bây giờ mình phải làm cái gì. Tiểu đội. Ba cô tiên. Hành động. Qua đây. Quay cho tôi biết là mình đang làm cái gì không vậy? Con điên. Mày không biết mình làm gì sao mày múa nhiệt tình vậy? Tao biết là tao như cái máy và biểu là làm liền, không biết làm gì nữa. Đi tìm lọ thuốc khử. Tìm lại đây. Thấy rồi. Thấy rồi, đây là thuốc khử zombie nè. Không phải. Cái gì vậy? Kẹo ngậm nở ngực. Mở miệng nó ra. Nha. Tao nói cho mày biết nha, mày là cái dòng bóng tạp tạ nha mày. Nha. Cái thứ xàm xí đú ha. Cái chai này là ngày xưa tao tưởng mày tập, bây giờ mày uống cái này riết là như nó nở nha cái chảo phải không mày? Thôi đi. Nha. Mày đổ hoài cái ngực tôi như cái phiểu bây giờ. Mày dẹp đi. Kiếm đi, thuốc khử đi. Đừng có xàm nữa. Ba cô tiên hành động. Quên đi.
mày đi, mày sắp có bài gì của người ta. Tao nói một lần nữa nghe, tao ghét mày lại nha. Cái đường con trái là của tao mà phải sao phải là của mày. Mày lúc nào bạn mày, tao chạy, tao chạy đi. Thôi. Tụi bay yêu nhau hả? Sao cứ lợi dụng cơ hội mà da chạm sát thịt hoài vậy? Ở ngoài kia zombie một đống kìa, đứng đây mà giỡn. Tụi bay thử tụi... Cái gì? Cái gì? Đang nói chuyện tự nhiên. Oh, oh my god. Trời ơi, ba đường nó vô bằng đường nào mà lại hả dữ vậy? Sao bây giờ? Trời ơi, nó làm cái gì? Cái gì vậy? Từ 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 từ. Rồi biết luôn, hiểu hiểu hiểu. Trước khi chết là diễn viên múa. Đang múa giữa chừng chết nè má ơi. Bị nó cắn xong cái hết múa được luôn, giờ còn yêu nghề. Làm gì nó quậy hoài vậy, nó làm gì vậy? Nó đang solo 30 giây đó. À. Trời ơi. Đương đại kìa mấy má ơi. Đó nó bắt kìa, nó bắt bồ câu kìa, thấy chưa? Phải không? Ừ. Tầm bậy, tầm bậy. Tao nghĩ đây là hip hop. Không phải đâu. Cái này người ta kêu là dân gian mấy má ơi. Bậy, 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 bậy. Nhìn kìa. Ồ, belly dance. Hết sức bình tĩnh. Bây giờ sao đây? Hết sức bình tĩnh. Bây giờ sao? Nó chưa manh động, nó chưa manh động. Rồi rồi. Mình hết sức bình tĩnh. Trong những trường hợp này không có được rung. Có kế hoạch gì không? Có được rung, tại vì trong binh pháp nó có câu. Câu gì? Cái câu gì? À, biết rồi. Câu gì? Địch không động, ta không địch. Trời đó, cơ ba ơi, ba lanh quá. Cái câu đúng của người ta là địch bất động, ta bất địch. Cái câu mày không hơn được cái câu ta bao nhiêu đâu. Trời ơi, câu đúng của người ta là địch bất động, ta bất động. Bất động đi nói hoài. Mày hả mày? Thằng điên. Tao biểu mày lấy pháo cay chứ tao đâu kêu mày bắn pháo bông. Mày tự nhiên mày múa nhạc nước gì ở đây con điên kia. Tao lộn, tao rung quá. Bây giờ lẹ lại đây. Đặt cái nó vô. Kê nó vô. Kê nó vô. Rồi, kê nó vô. Rồi. Cột lại, cột lại. Cột lại. Mày ABCD. Ê, bây giờ cái này giữ không được lâu đâu, bây giờ phải có cái cách gì để khống chế nó. Không không, trước khi giữ tôi cảm ơn tụi bay trước đã. Đúng là những người bạn tốt của tao. Mày điên, bạn bè nào sẽ bỏ nhau được. Một cây làm chẳng nên ngon, ba cây chụm lại không còn zombie.
Bây giờ quan trọng có cái cách gì để giữ nó không? Tao sợ nó bung ra bây giờ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Theo như tao nghiên cứu thì trong sách giáo khoa bài 2 chương 8 mục 5 gạch đầu dòng thứ 6 thì trong đĩa người ta dạy rằng con điên ta đọc sách gì cho giữ vô rồi nghe đĩa nói. À tao nhớ rồi, tao nhớ rồi. Thầy mình có dạy rằng zombie rất thích nghe nhạc. Khi âm nhạc vang lên thì mọi hoạt động của zombie sẽ chậm lại. Tại sao nãy giờ không nói sớm? Có điện thoại đây không? Tao có điện thoại. Mở nhạc cho nó nghe. Đưa đây. Mày chết mày rồi. Zombie. Sao vậy? Con này cùi bắp mà. Rồi mày là sao mở nhạc? Mày mở đường nào? Có nhạc chờ mà. Vậy tao mời mày qua cho nó nghe. Chúc mày thôi may đi mắn. Bây giờ phút gì nữa mà tụi bay còn cãi lộn. Còn mày, mày có điện thoại không? Mày hỏi cái gì kỳ vậy? Điện thoại mà dĩ nhiên là không rồi. Trời ơi. Mày thôi được rồi, tao có nè, nắp trượt. Mày rảnh quá, mày có, mày kêu tao làm chi? Tao sợ hết pin. Mở nhạc lên, mở đi. Mở, mở, mở nhạc. Ê, 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 tắt, nó không chịu. Trời ơi má ơi. Sao đây? Ở đây là zombie chứ không phải là cương thi mà mở kinh kịch ông nội ơi. Nó không có hiểu. Bây giờ sao? Mở thi bóp mở Đàm Vĩnh Hưng lên. Tắt luôn. Sao vậy? Trời đất ơi, mở hết bài, mở cái bài đến với anh hỡi người con điên kia. Bây giờ mày mở cái bài nào xua nó đi giùm tao cái đi. Xua đi. Mày có điên không? Đừng xa em, đêm nay là đêm nay nó ở với mày đó. Cái gì vậy? Trời đất ơi, hai đứa mày chung một phòng đi. Cái điện thoại của người ta mà tự nhiên đập ra. Cứu tao. Gentlemen and the world champion, Chris Benoit! Thôi quá! Thôi đi! Hả? Trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng mày không cứu tao, để tao một mình chống chọi với nó, mày ác gì vừa thôi chứ! Ê, tao nghĩ hồi nãy cái trường hợp hồi nãy cái người cần cứu là con zombie á. Mày quýnh má nó dòm nó không ra luôn kìa. Ô chết, cái tư thế này khó nha. Chẳng lẽ kẹo ngậm nở ngực có tác dụng rồi sao? Con điên kia. Bây giờ quan trọng là cái thằng kia đâu rồi? Không, như cái thằng khốn nạn kia. Nó trốn, nó bỏ anh em mình. Thằng này nghĩ chơi nó. Sao nghĩ chơi tao? Thằng nào đòi nghĩ chơi tao? Im đi. Hà luôn. Đi đâu vậy? Đi tiền. Ai nói tôi đi tiền? Mày đi đâu mày trốn à? Tao đi tìm. Mày tìm cái gì? Tao đã tìm được lọ thuốc khử zombie. Ôi mập ơi, mày giỏi quá. Trời ơi, từ xưa tới giờ tao tưởng mày là ốc chó. Ai ngờ mày thông minh quá. Mày tìm được ở đâu vậy? Trong cái đầm ngủ của vợ thầy. Ủa sao tự nhiên ông giấu lọ thuốc ở đâu trong đó? Chắc để thầy khử vợ thầy á. Ồ, lý do này hợp lý nè. Tìm được giỏi quá. Ê bây giờ mình có rồi, giờ mình sao giờ mình... Trời ơi, còn làm gì nữa? Với lọ thuốc khử zombie này, ba chúng ta sẽ chia nhau mà uống. Ba chúng ta sẽ tàn hình giữa thế giới zombie. Ba chúng ta sẽ sống sót. Mày chỉ một mình tao được uống thôi. Mày làm cái gì vậy? Mày mới làm cái gì vậy? Giết nó chứ làm cái gì? Mày điên rồi. Nó là bạn mày mà. Chỉ có mày mới nghĩ như vậy thôi. Chỉ có giết nó mới cứu được mạng sống cho tao thôi. Con ơi, con tỉnh vậy con ơi. Nè, của hai đứa bay nè. Uống đi. Uống đi. Mất dạy. Không ngờ mày là con người gì vậy? Con tỉnh lại con ơi. Nhân loại là như vậy. Họ sẵn sàng giết nhau để được sống. Kẻ khôn thì tồn tại, còn những kẻ không khôn thì chết bớt đi. Mày bước ra đi. Mày đi. Bữa tối của em ở dưới kìa. Tao không bao giờ bỏ rơi mày. Con người không bao giờ bỏ rơi nhau. Chỉ có thứ như mày, mày không phải là con người. Đi đi không. Con này không phải.
làm cái gì vậy? Anh đã uống thuốc khử zombie rồi, làm sao em thấy được anh? Hả? Qua ăn bữa tối của mình đi. Đi đi em, qua ăn bữa tối của mình đi. Ha, đi ăn đi. Ăn đi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cái này không phải là thuốc khử zombie. Chứ thuốc gì? Mà là thuốc nhử zombie. Tại sao vậy? Mày sẽ chết vì cái nghiệp sai chính tả. Tụi bay ơi, tao lại tụi bay mà. Tụi bay đừng bỏ tao. Đi cầm. Cố gắng lên. Đừng bỏ tao mà. Tụi bay đừng bỏ tao. Đủ rồi, chết thằng nhỏ. Dạ. Một tràng pháo tay nữa dành cho phần diễn thi của Bảo Linh.